chương 91 Văn nghệ hoàng đế Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 91 Văn nghệ hoàng đế Tô Huynh, sáng sớm an Tô Huynh, chờ một lúc cùng một chỗ dùng cơm A à. Tô Huynh, đây là ta mới mua thi tập, người có muốn hay không cùng một chỗ nhìn Tô Huynh, ta đúng lúc cũng phải đi võ đài kỵ xạ, chúng ta cùng một đường đi thôi Tô Huynh, ngươi có phải hay không là muốn đi nhà xí, đi đi đi, chúng ta cùng đi. Tô Phượng chương một mực là yêu người cười, rất nhiều người đều nói qua nụ cười của hắn để cho người ta như gió xuân ấm áp, nhưng bây giờ nụ cười trên mặt hắn đều là cứng ngắc, thật sự là cười quá nhiều. Ước chừng là bởi vì ấy nấy, lại hoặc là thật sự muốn thỉnh giáo cái gì, dù sao Tô Phượng chương nhân duyên lập tức tốt đến không thể tưởng tượng nổi, tự hồ huyện học bên trong người người đều thích hắn, tôn sùng hắn. Trước kia Tô Phượng chương nhân duyên cũng không tệ, nhưng cũng không có khoa trương đến loại trình độ này, đến mức hắn đủ kiểu không được tự nhiên. Liền Lưu Hùng đều bí mật nói. Cô Huynh, ngươi gần nhất thật đúng là được hoan nghênh, ta đều chen không đến bên cạnh ngươi nha. Chờ lấy một hồi mới mẻ kinh quá khứ liền tốt. Cô Phượng Trương chỉ có thể như thế an ủi mình. Hắn không nghĩ tới tuế hoa ngâm, có thế hồng biến đại giang Nam Bắc, nghe nói thanh châu phủ bên kia gánh hát cũng đều đã sướng lên. Lâm tan học thời điểm, giáo dụ còn cố ý đem hắn hô tới, dò hỏi. Mấy ngày trước đây lời đồng ta cũng nghe nói, bây giờ ra ra manh mối, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Học sinh biết rồi. Tô Phượng chương cười đáp ứng. Giáo dụ có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng ngược lại hỏi. Năm nay thi hương ngươi nhưng là muốn tham gia. Đúng là muốn đi. Nguyên bản hắn cùng Lâm Trường Thanh đã đã hẹn cùng xuất hành, dạng này trên đường cũng có thể tương hỗ chiếu ứng giáo dụ nhẹ gật đầu, còn nói thêm. Thanh danh của văn nhân mười phần trọng yếu, thoại bản là mạc lưu, không thể lâu dài vì đó. Tô Phượng chưa nghe lời này mới phản ứng được, tình cảm giáo dụ là lo lắng, tuế hoa ngâm, đỏ lên, để hắn trầm mê đạo này ngược lại là không để ý đến đứng đắn tứ thư ngũ kinh. Tô Phượng chương vội vàng giải thích nói. Học sinh cũng không tiếp tục viết ý tứ, đọc sách mới là chính đạo. Giáo dụ lúc này mới hài lòng cười lên, nói ra. Ngươi biết là tốt rồi, huyện học bên trong, ngươi cùng lâm trường thanh tài học nhất là xuất chúng, chỉ tiếc hắn tráng niên mất sớm, bây giờ chỉ còn lại ngươi một người, tô phượng chương, ngươi không muốn cô phụ phần này thiên phú. Tô phượng chương tự nhiên toàn bộ đáp ứng, rời đi về sau lại chỉ có thể cười khổ. Tuế hoa ngâm, bạo đỏ, người người đều cho là hắn cầm rất nhiều nhuận bút phí, nhưng trên thực tế tô phượng chương chút su bạc chưa lấy, thậm chí ngay từ đầu vì để cho vọng xuân viên tập luyện cái này xuất diễn, hắn bỏ ra không ít bạc. Tuy nói tại tuần vui này bạo đỏ về sau, vọng xuân viên đã từng đưa tới một chút ngân lượng, nhưng cùng ngoại giới suy đoán là đại đại không hợp. Thư phòng bán bán bản nói cho cùng nhưng thật ra là đồ lậu, Tô Phượng chưa nguyện ý truy cứu ngược lại là có thể cầm tới một bộ phận tiền, nhưng đối với hắn mà nói truyền bá ra ngoài quan trọng hơn, đương nhiên sẽ không từ ngăn đường lui. Đối với Tô Phượng Chương mà nói, Tuế Hoa Ngâm bất quá là bác bỏ tinh đồn thủ đoạn, hắn chưa từng có lấy thoại bản mà sống tâm tư tại, so với viết thoại bản, hắn tình nguyện đi nghiên cứu thi từ ca phú. Nhưng lúc này Tô Phượng Chương nhưng lại không biết, hắn mang theo dạng này mục đích chơi đùa ra, Tuế Hoa Ngâm, ở đây sau lại đem nhân sinh của hắn quỷ tích triệt để thay đổi, thành một đầu rộng làm người biết đường tắt. Thậm chí tại về sau rất nhiều năm bên trong, khí khúc thoại bản bày biện ra một loại bột phát xu thế đều là bởi vì tuế hoa ngâm mang theo một cái tốt đầu để văn nhân nhóm biết nguyên lai còn có một con đường như vậy có thể đi lâm trường thanh án mạng hồ sơ vụ án mới vừa vặn đến kinh thành mang đến hình bộ chân sau tuế hoa ngâm cũng đi theo cùng một chỗ vào thành một cổ nhìn có chút keo kiệt xe ngựa đứng tại kinh cửa thành cổng thủ vệ vừa muốn đi lên kiểm tra lại bị người một thanh níu lại muốn chết a, à, Lâm đại nhân, mau mời tiến. Lái xe Lâm Hâm quét mắt nhìn hắn một cái, từ tốn nói, theo lệ kiểm tra. Thủ vệ kia vội vàng lật xe một lượt, cũng không dám đi mở ra toa xe, liền bẩm báo nói, không có vấn đề. Lâm Hâm lúc này mới lái xe vào thành, bọn họ vừa đi, vừa mới bị ngăn lại thủ vệ liền kỳ quái hỏi, "Lão đại, cứ như vậy một cổ xe nát, ngươi khẩn trương cái gì sức lực?" Cái gì xe nát, ngươi không biết người kia a." Lão đại nhẹ nhàng thở ra, giáo huấn nói, "Đây chính là Vinh Thân Vương bên người cận vệ, Lâm Hâm Lâm đại nhân, nơi này đầu ngồi tám thành chính là Vinh Thân Vương." "Vinh Thân Vương, không nên a." À. "Lớn như vậy nhân vật sẽ ngồi loại này nhỏ phá xe ngựa." "Ngươi đây cũng không biết, hoàng khác hoàng thân quốc thích trụ ta không biết, vị này sự tình gì làm không được, ngươi về sau cẩn thận một chút." trên người bọn họ đều sẽ có vinh thân vương phủ ám văn, gặp được vinh thân vương phủ người tuyệt đối đừng chăm chỉ, bằng không thì có ngươi thụ. Bên kia, lâm hâm vén lên rèm xem xét, quả nhiên trông thấy nhà mình vương gia vẽn lên cái chân bắt chéo, trong tay còn cầm mức hoa quả đang ăn, một bộ thông dong tự tại bộ dáng, hoàn toàn không có đến kinh thành khẩn trương. Lâm hâm hỏi dò. Vương gia, chúng ta là về trước vương phủ, vẫn là đi trước hoàng cung ai biết vinh thân vương liếc mắt nhìn hắn cười hì hì nói đều không đi đi trước vĩnh lạc phường lâm hâm nghe mười phần đau đầu nhìn không được nhắc nhở vương gia cái này cái này sợ là không quá thỏa đáng đi nếu là vương phi biết chẳng phải là đến náo một cái lông trời lỡ đất còn nữa bệ hạ cũng một mực chờ lấy ngài trở về đâu thôi đi náo liền náo thôi đều náo loạn cả đời ta còn sợ nàng sao vinh thân vương nhếch miệng còn nói nói, ta đi Vĩnh Lạc Phường không phải là vì hưởng lạc, là muốn đưa ta Hoàng Huynh một món lễ lớn. Lâm Hâm trong lòng càng là sợ hãi, thấp giọng hỏi. Vương gia, ngươi không phải là muốn đưa bệ hạ cái kia à? Phanh. Vinh thân vương cầm trong tay đồ vật đập tới, mắng, tiểu tử thúi, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, ta là hạng người như vậy sao? Lâm Hâm rất muốn nói một câu đúng vậy, ngài chính là, nhưng hắn không dám, đành phải dịch chuyển khỏi mình hoài nghi ánh mắt. Đi mau, đừng tất tất. Vinh thân vương không nhịn được hô một câu, lâm hâm đến cùng cấp tốc với hắn dâm uy, không thể không đem xe ngựa thay đổi phương hướng, nhưng trong lòng càng thêm lo lắng, đoán chừng một hồi bệ hạ cùng vương phi liền có thể biết vương gia trở về, đến lúc đó có thế làm thế nào mới tốt, ai, hắn làm sao lại theo như thế cái không bớt lo chủ tử đâu. Vĩnh Lạc Phường ở vào kinh thành phía Tây, cái này một vùng nhân viên hỗn tạp, nhưng lại nhất là phồn vinh vừa tiến đến liền có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất cửa hàng xa hoa khí tức liên miên không ngừng mà vĩnh lạc phường chính là trong đó xa hoa nhất chỗ mặc kệ là kia cao gầy mái hiên vẫn là cổng bạch ngọc đài giai đều tỏ rõ lấy nơi này không giống bình thường trên thực tế vĩnh lạc phường xác thực không phải bình thường nơi bướm hoa có thế bước vào ngưỡng cửa này không phải quan lại quyền quý chính là văn hào thơ kiệt người muốn không có điểm bản lãnh liền xem như vung tiền như rác cũng không chiếm được người ta đầu bài một cái nụ cười. Đương nhiên, Vĩnh Lạc Phường Đại Môn, đối với Vinh Thân Vương mà nói một mực là rộng mở. Đầu này Vinh Thân Vương tiến vào Vĩnh Lạc Phường, bên kia trong cung hoàng đế quả nhiên rất nhanh nhận được tin tức. Hoàng đế niên kỹ sau Vinh Thân Vương còn muốn lớn hơn một chút, nhưng hắn không hề giống bình thường nam tử đồng dạng giữ lại sợi râu, trên cầm ngược lại là cào đến sạch sẽ, gương mặt viên viên, nhìn rất có vài phần hiền lành, tự như là một cái bánh bao chay. Lý Công Công tiến đến bẩm báo thời điểm, hoàng đế đang tại cho gần nhất được sủng ái mỹ nhân vẽ tranh, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười, đặt bút về sau vẽ ra đến mỹ nhân rất sống động, nếu là phóng tới dân gian cũng có thể được xưng một tiếng đại sư. Lúc này hắn chính rơi hạ tối hậu một bút, vì mỹ nhân điểm lên dáng môi, điểm xong sau, cả bức họa đều trở nên rất sống động đứng lên. Lâm Lan, người tới xem một chút còn hài lòng hoàng đế cười nhẹ nhàng vẫy gọi. Ngồi ở kia bên cạnh để hắn vẽ tranh, có thế không phải liền là tiếng cung không lâu, cũng đã bị sắc phong làm ngọc tần phương lâm lan. Chỉ thấy nàng lộ ra một cái doanh doanh ý cười, đi đến họa trước nhìn kỹ, cái này xem xét lại có chút vặn lên lông mày đến, hoàng đế liền vội vàng hỏi. Làm sao vậy, có thế là nơi nào họa không ổn? Phương Lâm Lan lại nói. Bệ hạ, ngươi đem thần thiếp họa đến cùng cửu thiên huyền nữ, Lâm Lan tự giác không có như vậy mỹ mạo, bây giờ gặp người trong bức họa ngược lại là tự ti mặc cảm. Hoàng đế nghe xong cười lên ha hả, ông nàng nói ra. Làm sao lại, tại trẫm trong mắt, Lâm Lan mới là thế gian nhất là cô gái xinh đẹp, chính là cửu thiên huyền nữ tới cũng là không đổi. Phương Lâm Lan chẳng những không có cao hứng trở lại, ngược lại là quyệt miệng nói ra. Bệ hạ nói dễ nghe, xoay người còn không phải hôm nay sủng hạnh cô muội muội này, ngày mai sủng hạnh tỷ tỷ kia, trong đầu nào có lâm lan cái bóng. Hoàng đế sơ lược hơi có chút xấu hổ, nhưng có yêu nàng này tấm ghen dáng vẻ, liên thanh cầu xin tha thứ. Cốt cốt tốt, trẫm về sau chỉ nhìn ngươi được hay không, ngươi cái tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn cũng nhỏ. Phương Lâm Lan nguyên bản còn muốn nói nửa vài câu, nhưng liếc một cái thủ tại cửa ra vào Lý Công Công, liền cười nói. Bệ hạ, ngài có thể hay không đem bức họa này ban thưởng cho Lâm Lan, ta nghĩ treo trong phòng đầu, nhìn đến mức quá nhiều, người nói không chừng cũng có thể nhiều mấy phần mỹ mạo. Vốn chính là giúp ngươi họa, cứ lấy đi chính là. Hoàng đế ngược lại là hào phóng. Lý Công Công gặp thời cơ không sai biệt lắm, cái này mới tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, cửa thành tin tức truyền đến, vinh thân vương tại một canh giờ trước đó liền vào kinh. Hoàng đế nghe xong, quả nhiên cũng không lo được mỹ nhân liên thanh hỏi Khi hắn ở đâu lý công công có chút xấu hổ trả lời từ cửa thành trực tiếp đi vĩnh lạc phường cũng không có về vinh thân vương phủ nguyên lai tưởng rằng hoàng đế muốn nổi giận đâu dù sao thân đệ đệ tiến vào thành không trở về nhà ngược lại cũng thôi cũng không trước đến xem hắn cái này thân ca ca nhưng người nào ngờ tới hoàng đế thế mà cười lên ha hả cái này a à nhạc bao lớn tuổi rồi vẫn là như vậy nghịch ngợm trong trần thế có thể sử dụng nghịch ngợm để hình dung vinh thân vương người đoán chừng cũng chỉ có trước mắt bệ hạ lý công công mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chờ đợi lấy hoàng đế phân phó quả nhiên hoàng đế rất nhanh đề nghị ngươi đi đem ta nội khố bên trong lộc nhung tìm ra nấu canh đưa qua chơi thì chơi cũng đừng hủy hoại thân thể ai đều do trẫm phái hắn đi tuần lần này nhất định là chịu không ít khổ đầu lúc này mới vừa về đến mới vội vã đi Vĩnh Lạc Phường, trước kia hắn đều kinh thường đi loại địa phương này. Lý Công Công nhìn một chút bên cạnh Ngọc Tần sắc mặt, vị này cũng là nhân vật, nghe thấy những này hoang đường sắc mặt đều không thay đổi một chút. Vâng, bệ hạ, nô tài cái này phải. Lý Công Công cười đáp ứng. Chờ một chút. Hoàng đế bỗng nhiên hô nói, chờ một lúc vinh thân vương phi nếu là tiếng cung diện thánh, vậy liền để hoàng hậu đi ứng phó, tuyệt đối đừng làm cho nàng tìm tới trẫm trước mặt đến, liền nói vinh thân vương việc nhà trẫm cũng không tốt quản. Vị này bất công là lệch đến kẻo kẹt trong ổ đầu, trực tiếp đem vinh thân vương phi khóc lóc kể lễ đều cho trắng trở về. Tác giả có lời muốn nói. Này lại là một cái rất tùy hứng rất từ hoàng đế của ta. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92 Một màn trò hay bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 92 Một màn trò hay hoàng đế đương triều bất công người người đều biết, nhưng người nào để hắn là hoàng đế, ai cũng không làm gì được hắn. Lần này hoàng đế khó được kiên nhẫn đợi ba ngày, lúc này mới đem Lý Công Công lại kêu tới, hỏi. A nhạc còn không có nghĩ được không, đứa nhỏ này trưởng thành, hãy cùng ta không hôn, trở về ba ngày cũng không tiến vào nhìn xem ta người ca ca này nếu như lúc này đi theo hoàng đế nhã rảnh vinh thân vương kia đoán chừng sẽ chết rất thê thảm lý công công có thế làm hoàng đế tâm phúc hơn 10 năm tự nhiên cũng là người cơ trí vội vàng nói bệ hạ cũng không thể nói như vậy ai không biết vinh thân vương cùng bệ hạ thân nhất chính là vương phi cũng là không sánh bằng hoàng đế hài lòng truy vấn vậy ngươi nói một chút nhìn hắn làm sao trả không tiến cung lý công công giải thích nói tên nô tài này liền không biết mấy ngày nay vĩnh lạc phường đóng cửa từ chối tiếp khách cũng không biết vương gia đến tột cùng đang làm cái gì bệ hạ nếu không nô tài phái người đi tìm hiểu tìm hiểu hoàng đế con mắt khẽ động mảnh nói không cần trẫm tự mình đi nhìn lý công công vội vàng ngăn cản bệ hạ ngài là vua của một nước sao có thể đi vĩnh lạc phường chỗ như vậy không bằng vẫn là nô mới trôi qua truyền triệu vương gia đi hoàng đế thần sắc không vui nói. Trong thiên hạ đều là vương thổ, cái này kinh thành địa giới trên có cái gì là trẫm không thể đi. Lý công công nghe xong lời này liền ám đạo không tốt, vội vàng nói. Bệ hạ, nô mới không phải ý tứ này, chỉ là ngài là vua của một nước, một thân an nguy thân hệ thiên hạ, mạo muội xuất cung quá mức nguy hiểm một chút. Hoàng đế lại nói. Trẫm bên người thân vệ cũng không phải chủ nghĩa hình thức, có bọn họ đi theo có thế có nguy hiểm gì nếu là ở kinh thành đều gặp nguy hiểm, có thể thấy được thiên hạ này nguy cơ tứ phía, trẫm vị hoàng đế này cũng ngồi không an ổn. Đến mức này, Lý Công Công cũng không dám khuyên nữa, chỉ phải nói. Bệ hạ, kia nô tài cái này đi an bài. Hoàng đế nhẹ gật đầu, Lý Công Công đi ra ngoài tìm tới đại nội cấm quân thống lĩnh thường tại đem chuyện này nói chuyện, thường tại cả người đều không tốt, hận không thể hiện tại liền xuất cung đem vinh thân vương nắm chặt tiến đến hoàng đế trong cung đầu không đáng tin cậy ngược lại cũng thôi, dù sao giày vò là người khác, bản thân hắn không có nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn muốn xuất cung, hoàng đế này nếu là có nửa điểm sơ xuất, hắn cái này cấm quân thống lĩnh liền là cái thứ nhất lĩnh trách người. Thường tại nhịn không được khuyên nhủ. Lý công công, bệ hạ như vậy làm ẩu ngươi làm sao không khuyên giải lấy một chút, muốn gặp vinh thân vương còn không dễ dàng, ta hiện tại ra ngoài đem hắn mang vào chính là. Lý Công Công cũng là một mặt khổ qua, nói. Thường đại nhân, bệ hạ tâm ý đã quyết, không bằng ngài đi vào khuyên nhủ. Thường tại có thế không biết hoàng đế đức hạnh, hắn khoát tay áo, nhận mệnh. Ta hiện tại liền đi an bài, làm được vạn vô nhất thất. Hoàng đế há miệng, dưới đáy chạy chân gãy, các loại hoàng đế điệu thấp xa giá ngư long trắng phục xuất cung thời điểm, bên đường đi người đều đã biến mất rồi, thay vào đó là từng cái gương mặt quen hoàng đế nguyên bản còn có bảy phần hào hứng, kéo ra cửa sổ xe nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy thường tại cái kia trương mặt khổ qua, lập tức chỉ còn lại có ba phần. Hắn mệt mỏi buông xuống rèm, nói. Cái này thường ái khanh cũng quá nhỏ nói thành to một chút. Lý công công chỉ có thể nói nói. Bệ hạ cửu ngũ chí tôn, lại thế nào cẩn thận cũng là nên, thường đại nhân hắn cũng là tận chức tận trách mà thôi. Hoàng đế khoan thai thở dài, có chút u oán nhìn hắn một cái, nói một câu nói. Tuy là cửu ngũ chí tôn, cũng giống là chim trong lồng, chẳng có đôi khi ngược lại là ghen tị a nhạc có thể chạy khắp nơi. Lý công công mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chỉ coi là không nghe thấy câu nói này. Hoàng cung cùng Vĩnh Lạc Phường vị trí một đông một tây, đi rồi trọn vẹn một canh giờ mới tới phương. Hoàng đế ngay từ đầu hào hứng chỉ còn lại một hai phần, nếu không phải thật sự muốn gặp một lần đệ đệ, hắn chỉ sợ nửa đường liền trở về bị đỡ lấy xuống xe hoàng đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn vĩnh lạc phường bề ngoài nói chỉ là một câu phong cảnh chỉ là bình thường lý công công không biết hắn lời này ý gì chỉ nói là nói chốn phàm tục tự nhiên là không so được trong cung đại ca một thanh âm xa xa truyền tới lại là vinh thân vương cười ra đón hắn hiển nhiên đã sớm biết hoàng đế muốn tới tin tức nhưng lúc này chỉ làm dân gian xưng hô. Hoàng đế hiển nhiên hết sức hài lòng hắn xưng hô, đi theo hô. Ngũ đệ. Vinh thân vương cười ha ha, đỡ lấy hoàng đế cánh tay làm nũng. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ta đang vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn đâu, nguyên vốn còn muốn ngày mai mang người tiến cung, ai ngờ đến ngày hôm nay liền đến. Hoàng đế cùng vinh thân vương mười phần thân cận, hai người cứ như vậy tay dìu lấy tay đi vào vĩnh lạc phường, hoàng đế trong miệng cười nói ngươi về là tốt mấy ngày cũng không tới nhìn trẫm nhìn ta ta cũng chỉ có thể tới thăm ngươi lại hiếu kỳ hỏi chuẩn bị gì đại lễ làm sao trả muốn dẫn tiến cung bên cạnh lý công công cũng là hiếu kỳ ám đạo hẳn là vinh thân vương cũng vì hoàng đế chuẩn bị mỹ nhân mặc dù người người đều biết hoàng đế thích mỹ nhân dâng lên mỹ nhân quan viên nhiều vô số kể nhưng trên thực tế chân chính có thể vào cung tiến cung sẽ còn được sủng ái ít càng thêm ít. Vinh Thân Vương là hoàng đế thân đệ đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hắn từ trước đến nay là khinh thường ở lại làm loại chuyện như vậy, chẳng lẽ đi ra ngoài một chuyến ngược lại là đổi tính tình hay sao? Sau một khắc, Vinh Thân Vương liền cười nói. Đại ca đã tới, không bằng liền tiến đến xem, đúng lúc cũng xếp hàng không sai biệt lắm. Hoàng đế càng là hiếu kỳ, mười phần nể tình nói. Nếu là ngũ đệ tấm lòng thành, khi trẫm ta liền nhìn xem đi đến bên trong lý công công liền biết vinh thân vương đã sớm xử lý qua bên này chiêu đãi thị nữ quy cũ xem xét liền biết không phải là nơi bướm hoa có thế có tám thành là trực tiếp từ vinh thân vương phủ điều khiển tới được người trên bàn cũng đã bày đầy mỹ thực hoàng đế nhìn lướt qua cũng không có gì tính chất chỉ hỏi đệ đệ đến cùng là cái gì đại ca ngài liền đợi đến nhìn một màn trò hay đi vinh thân vương vừa cười vừa nói phủi tay chỉ thấy vĩnh lạc phường ở giữa trên sàn nhảy bỗng nhiên xuất hiện một cái đánh trống kêu oan người tiếng trống phía dưới một màn này kịch bắt đầu rồi hoàng đế xem xét ngược lại là vui vẻ chẳng lẽ muốn diễn đậu nga oan ta ngược lại thật ra không thích xem những cái kia khóc sướt mướt đại ca ngài xem tiếp đi liền biết rồi vinh thân vương cũng không kịch thấu hoàng đế quả nhiên liền theo nhìn cái này xem xét liền vào mê, vụ án tầng tần, tần tiến dần lên, trên công đường thần thương khẩu chiến, người tới ta đi giao phong tốt không đặc sắc. Dân gian cải biên, tuế hoa ngâm, thời điểm, bình thường là hướng thông tục dễ hiểu sửa chữa, dù sao lão bách tính văn học tố dưỡng có hạn, nếu là quá thâm ảo sợ bọn họ xem không hiểu. Nhưng vinh thân vương để vĩnh lạc phường người cải biên, lại là hướng cao nhã đi, chẳng những tiếp tục sử dụng tuế hoa ngâm bên trong thi từ ca phú, còn gia nhập một chút mới giọng hát, lộ ra càng phát dương xuân bạch tuyết. Hiển nhiên, loại này dương xuân bạch tuyết càng thêm hợp hoàng đế tâm ý, hắn thấy vào mê, đi theo trên sàn nhảy người lo lắng bất an. Lúc này hí khúc khúc một ít, đại bộ phận đều là tài tử gia nhân, hoặc là chính là oan giả sai án, cho dù là oan giả sai án cũng vây quanh thiên địa công đạo đến, ít có như vậy làm đình dằn co đặc sắc xuất hiện. Vĩnh Lạc Phường Linh người biết đến người thân phận, biểu diễn càng thêm ra sức tuế hoa ngâm mị lực bị tuyên thể phát huy vô cùng tinh tế gửi thân nhỏ ấp dựa lợi đao nhúng chàm xấu hổ đàm cùng cao đồ tể ban ngày dết no nhiều trư hữu tình hưu phân quý tiện cao niên niên tuế tuế hoa tương tự tuế tuế niên niên nhân bất đồng nhân sinh đại đại vô cùng dĩ giang nguyệt niên niên chích tương tự khúc mục tại đưa linh cửu đi bên trong kết thúc hoàng đế lại khẽ ngâm mới vừa nghe đến hai bài thơ Nhìn không được vỗ tay bảo hay Tốt 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 Viết lời này bản người đọc sách nhất định là tài hoa hơn người Nếu không không viết ra được như vậy thì từ tới Ai, như vậy tài tử Chỉ là viết thoại bản không khỏi lãng phí một chút Cũng không quá mức tiền đồ Không bằng đem người tìm tới Để hắn tiến cung đến vì trẫm đọc sách A Lý công công nghe thấy lời này dọa đến cổ họng đều muốn nhảy ra ngoài Ám đạo thoại bản chỉ là mặt lưu ai biết phía sau là cái gì nghèo túng thư sinh, hoàng đế câu nói đầu tiên đem người triệu tiến cung làm bạn đọc như thế nào cho phải. Bên cạnh vinh thân vương nghe xong, ngược lại là cười lên ha hả. Đại ca, nếu là thuận lợi, sang năm tháng 2 kỳ thi mùa xuân ngài liền có thể thấy hắn. Hoàng đế nghe xong cũng là cao hứng, truy vấn. Há, hẳn là này người đã là cử nhân, muốn tham gia sang năm thi hội. Vinh thân vương lại nói ta đường về vào kinh thời điểm hắn còn là một tú tài bất quá ta xem người này thật có tài hoa năm nay thi hương nhất định là có thế qua sang năm liền có thể vào kinh tham gia thi hội hoàng đế nghe được càng cao hứng hơn nói ra liền nên như thế như vậy nhân tài cũng không thể mai một lý công công cúi đầu xuống không dám đáp lời ám đạo tú tài thi cử nhân cũng không dễ dàng thoại bản viết tốt không có nghĩa là đọc sách cũng đọc thật tốt bao nhiêu người thi cả một đời còn là một tú tài đâu chỉ là lúc này hắn là chơi đùa không dám nói ra quấy rầy hai vị này tính chất hoàng đế càng là nghĩ cái này hai bài thơ vượt là ưa thích nhất là trong đó kia thủ niên niên tuế tuế hoa tương tự tuế tuế niên niên nhân bất đồng hắn nhớ kỹ nhớ kỹ tựa như là mê muội càng là cảm khái nói như vậy thơ hay cũng trách không được người kia muốn giết người đoạt thơ vừa nói vừa hỏi người đọc sách đều không yêu viết thoại bản người này có phải là trong nhà nghèo khó lúc này mới viết thoại bản kiếm nhuận bút phí ta không bằng ban thưởng một chút cũng để cho hắn chuyên tâm đọc sách vinh thân vương lại lắc đầu nói ra trong nhà hắn mặc dù không tính giàu có nhưng cũng áo cơm không lo lần này viết thoại bản lại không phải là vì bạc mà là muốn rửa sạch mình oan khuất lời này nói thế nào hoàng đế kinh ngạc hỏi thế là vinh thân vương liền từ tại ngục bên trong nhận biết tô phượng chương nói lên đem vụ án này từ đầu chí cuối nói một lần nghe thấy trên sàn nhảy bản án lại là thật sự bên cạnh lý công công cũng khó khăn che đậy kinh ngạc mở miệng nói một câu thế gian thật có như vậy âm hiểm độc ác người cái này lâm tú tài cũng chết quá oan vừa mới bị lâm tú tài kia bài thơ chinh phục hoàng đế càng là thương tâm khổ sở hô viết ra tốt như vậy thơ người lại nhưng đã tráng niên mất sớm sao, cái này mục phi thật sự là ghê tởm, để cho ta đại chu thiếu một vị anh tài a. À. Nói nói, hoàng đế chỉ cảm thấy buồn từ đó đến, thật vất vả gặp được một cái hợp ý người đọc sách thì đã chết rồi. Thấy hắn khóc đến không còn hình dáng, Lý Công Công vội vàng cấp Vinh thân vương nháy mắt. Vinh thân vương rồi mới lên tiếng. Đại ca, Lâm Trường Thanh mặc dù đã chết, nhưng án này cuối cùng là chân tướng rõ ràng một vi thu hậu vấn trảm tô phượng chương cũng bình yên vô sự cũng coi như là một chuyện tốt hoàng đế lại oán hận nói ra thu hậu vấn trảm còn tiện nghi hắn người như vậy liền thiên đao vạn quả lý công công ngươi đi hình bộ một chuyến hỏi bọn họ một chút vụ án này phán quyết không có hiển nhiên hắn là dự định trọng phạt hung thủ phút cuối cùng hoàng đế còn nói cái này hồ sơn huyện huyện lệnh thật cũng không hồ đồ đến cùng bằng không thì trẫm cũng không tha cho hắn, ai, để như vậy không đứt người tiến vào huyện học, cũng là bản xứ giáo dụ vô năng. Mắt thấy hắn đây là muốn liên lụy, Vinh Thân Vương đổi chủ đề nói ra. Cái này mục gia thật sự là ghê tởm, đúng là không chịu thu liễm thi thể, may mắn Tô Tú Tài nguyện ý tiếp nhận, ngược lại là không có để Lâm Tú Tài chết không có chỗ chôn. Hoàng đế nghe xong, cũng nói. Cái này Tô Phượng chương xác thực chết trọng tình trọng nghĩa, thoại bản viết cũng tốt, là nên để người trong thiên hạ biết Lâm Trường Thanh tài hoa, cũng làm cho thế nhân nhớ kỹ thanh danh của hắn. Ai, trên đời này văn nhân như đều cùng Tô Phượng Chương, cũng sẽ không cả đám đều mắc gà chọi, triều đình cũng có thể an ổn. Hoàng đế cảm thán một câu, lại là một mực nhớ kỹ cái tên này. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất có phải là rất béo tốt dài bình có thể rơi xuống tăng thêm a? là thật sự dự thu cất giữ có thể rơi xuống tăng thêm A, là thật sự đề cử mới văn. Chó nam nam cùng vung thức ăn cho chó ngọt kịch thân ái bạn trai của đại nữ cường hoàng hậu uy vũ ngôn tình. Tỷ đệ luyến. Nữ A nam nải tỷ tỷ yêu điện thoại. Điểm tên tác giả chữ. Nhân sinh nhược sơ. Điểm tỷ tỷ yêu, thân ái bạn trai, điểm kích cấp giữ liền có thể rồi thương các ngươi. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 93 Trảm lập quyết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 93 Trảm lập quyết Tần Vương nói Thiên tử cơn giận, thay nằm trăm vạn, chảy máu ngàn dặm. Đương Kim Hoàng đế mặc dù không phải Tần Vương, nhưng hắn tùy tiện một câu, cũng có thể ảnh hưởng vô số người thân gia tính mệnh hoàng đế điều động sứ giả mang theo văn thư đến hồ sơn huyện thời điểm đã là một năm này tháng năm lúc này hồ sơn huyện lục ấm như biển phồn hoa tự cẩm phong quan như vẽ đi ở nông thôn đều là một loại hưởng thụ thái đại nhân tiếp vào tin tức lúc trong lòng kinh hãi vội vàng tự mình nên đến huyện nha bên ngoài sợ có nửa điểm thất lễ hạ quan tham kiến lưu công công chưa thể viễn nên còn xin công công thứ lỗi lưu công công tuổi không lớn lắm làm hoạn quan mặt trắng không râu, tướng mạo thanh tú, nhìn xem cũng coi như hòa khí. Kỳ thật trong cung nhưng phàm là nổi danh họ thái giám cung nữ, tướng mạo cũng sẽ không kém, dù sao hoàng đế của bọn hắn liền là có tiếng xem mặt, điểm này trên triều đình người người đều biết. Lưu Công Công lúc này cũng khách khí nói ra. Thái đại nhân đa lễ, nhà ta chỉ là thay bệ hạ làm việc, không cần khách khí như vậy. Gặp hắn khá lịch sự, thái đại nhân hơi yên tâm một chút, bệ hạ nếu là nghĩ xử trí hắn những này quen sẽ nhìn sắc mặt người thái giám khẳng định không thể là thái độ này lưu công công một đường tất nhiên cực khổ rồi không bằng đi vào trước nghỉ ngơi ban đêm lại bày tiệc mời khách lưu công công lại nói vẫn là chính sự quan trọng thái đại nhân xin nghe chỉ thái đại nhân vội vàng quỳ xuống nghe thánh chỉ bày ra bản thân nhất cung kính thần sắc tới phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay nghe tuế hoa ngâm án, biết đau mất lương tài, trẫm ngủ tạng câu phần, phạm nhân mục vi cùng hung cực ác, tội ác tày trời, không chết khó tiêu này oan, phán trảm lập quyết, tức thời tử hình. Mục thị tộc người, tầm nhìn hạn hẹp, tâm thuật bất chính, có thẹn tổ đức, không xứng là sĩ, đặc biệt ban thưởng trong vòng 20 năm mục thị không thể khoa khảo, không thể làm quan, không thể làm lại, lấy đó trừng trị. Niệm lâm trường thanh tráng niên mất sớm, trẫm rất đáng tiếc, lấy tri huyện Thái Văn trùng tu mới mộ, thay trẫm tế tự. Khâm thử. Thái đại nhân, còn không mau tiếp chỉ. Lưu công công mở đầu nhắc nhở. Bị hoàng đế một phen dọa đến kinh hồn tán đảm Thái Văn cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức rất cung kính đem thánh chỉ tiếp tới. xử phạt một phi trảm lập quyết ngược lại cũng thôi, nhằm vào một thị tộc người một phen. Thế nhưng là đem bọn hắn toàn bộ mục thị tiền đồ đều cho đoạn mất, 20 năm không ai có thể trở thành sĩ, bây giờ một thị phong quan nơi nào còn có thể duy trì được. Bất quá việc này không có quan hệ gì với hắn, Thái Tri huyện đối với một gia cũng có chút giận chó đánh mèo, nhất là trước đó biết một nhà thế mà không để ý lâm trường thanh hậu thế, trong lòng liền có một ít tức giận bọn họ không biết tốt xấu. Lúc này tâm hắn nghĩ nhất chuyển, liền vừa cười vừa nói. Bệ hạ anh Minh, việc này đại khoái nhân tâm. Lưu Công Công cũng mặc kệ trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào, vừa cười vừa nói. Thái đại nhân, người này nên giết thì giết, nên phạt phạt, mộ bia cũng phải sớm xây xong, nhà ta phải xem lấy đại nhân tế tự hoàn tất, mới xong trở về hồi bẩm bệ hạ. Thái tri huyện lập tức nói nói. Là, hạ quan cái này phải. Mục vi còn đang ngục bên trong, hôm nay buổi trưa ba khắc liền có thể xử trảm, không biết công công cần phải đi xem hình. Thái Tri huyện hỏi. Lưu Công Công ngược lại là cười nói. Tràng diện kia đẫm máu có cái gì tốt nhìn, nhà ta thì không đi được, chỉ cần nghiệm minh chính bản thân, đừng dở trò dối trá chính là, bệ hạ nhìn chầm chầm việc này, chắc hẳn cũng sẽ không có người dở trò dối trá, Thái Đại Nhân, ngài nói có đúng hay không? Thái Tri huyện liền xem như ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám dở trò dối trá, càng đừng đề cập bản thân hắn đối với Mục Vi cũng tuyệt không có hảo cảm, lập tức nói ra cái này hiển nhiên hạ quan sẽ đích thân xem hình một gia thôn bên kia hạ quan cũng sẽ cho người mau chóng thông báo đồng thời tra rõ hồ sơn huyện bên trong một họ quan lại tộc nhân thất đức bọn họ cũng không dám sát khuyên nhủ phẩm hạnh như thế cũng không đủ làm quan lưu công công nghe lập tức hài lòng nói thái đại nhân nói đến rất đúng hoàng đế thánh chỉ ở bên kia nhìn chầm chằm toàn bộ nha môn vô tiền khoáng hậu vận chuyển lại. Mục Phi bị giam giữ tại chết trong lao, bởi vì có người khơi thông quan hệ ngược lại là cũng không ăn bao nhiêu đau khổ, nhưng ở bên trong chờ đợi mấy tháng cũng là hình dung chật vật, tiều tụy không chịu nổi. Bị kéo ra ngoài thời điểm, Mục Phi kinh hỉ hô nói. Là không phải muốn thả ta ra ngoài, ta không sao, ta không cần chết. Kéo lấy hắn quan coi ngục cười ha ha một tiếng, mắng, đến lúc này còn làm mộng đẹp đâu, lập tức liền muốn tiễn ngươi lên Tây Thiên đi. Mục Phi hoảng sợ kêu lên. Không có khả năng, cái này còn chưa tới mùa thu. Quan coi ngục trực tiếp cho hắn một cước, đã lấy hắn đi ra ngoài. Ngươi vận khí, hoàng đế lão tử tự mình hạ lệnh, muốn đem ngươi trảm lập quyết. Không có khả năng, không có khả năng, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thể chú ý tới ta. Mục Vi không thể tin được đây là thật sự, tuy nói tất cả án mạng đều muốn đưa tới hình bộ, theo lý mà nói cần hoàng đế tự mình phê chỉ thị. Nhưng ai cũng biết đây chỉ là hình thức, đại bộ phận đều là hình bộ quan viên kiểm chứng không sai, liền trực tiếp phát xuống. Cho nên mới nói ngươi vận khí tốt, đi mau, đừng chậm trễ thời gian, lầm canh giờ tất cả mọi người muốn đi theo không may. Quan coi ngục thô lỗ thôi tán, nửa điểm không có bình thường dễ nói chuyện như vậy một phi một phát bắt được tay của hắn, hô. Đại ca, van cầu ngươi đi nói cho cha ta biết, để cho ta cha nghĩ một chút biện pháp cứu ta. Quan coi ngục lại bỗng nhiên túng về mình tay, mắng. Cậu thí, cha ngươi còn có thể để hoàng đế lão tử đổi chủ ý. Không biết nghĩ đến cái gì, quan coi ngục sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp che miệng của hắn đẩy ra phía ngoài. Sắp chết đến nơi còn muốn quấy phá, đi mau, đem miệng của hắn trắng, đừng để hắn mù ồn ào. Đối diện kia quan coi ngục hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì, cởi tất thối liền nhét vào trong miệng của hắn, ngăn chặn hắn còn lại. Mục vi trong lòng tuyệt vọng vô cùng, hắn còn nhớ rõ phụ thân trước khi đi nói lời, để hắn tại ngục bên trong chậm rãi chờ, ngoan ngoãn đừng gây chuyện, chờ đến mùa thu hắn liền nghĩ biện pháp mua một cái thể hình tương tự người, trực tiếp đem hắn đổi đi. Mặc dù làm như vậy cần đập xuống rất nhiều tiền, mà lại tương lai hắn rốt cuộc không có cách nào tham gia khoa khảo nhưng còn sống dù sao cũng so chết mạnh nhưng là hiện tại mùa thu còn chưa tới cha hắn hứa hẹn người cũng không có đưa vào hắn lại phải chết một cho đến giờ phút này một phi vẫn như cũ cảm thấy mình không có làm gì sai lâm trường thanh không nguyện ý làm thư đồng là sai không nguyện ý giúp hắn gian lận là sai không nguyện ý cho hắn làm thơ viết thay cũng là sai lầm hắn bất quá là thất thủ đánh hắn một chút Lâm Trường Thanh chết rồi, kia là mình phúc bạc mệnh ngắn, sao có thể trách hắn đâu. Hắn không thể chết, hắn sao có thể cho một cái thư đồng đền mạng. Thời gian qua đi mấy tháng gặp lại ánh nắng, một vi chẳng những không có cảm nhận được ấm áp cùng dễ chịu, ngược lại là toàn thân phát run, hận không thể lại một lần nữa tiến vào mình đã từng tránh không kịp địa phương. Càng đáng sợ chính là, tại hắn bị áp giải hướng pháp trường trên đường, dân chúng chung quanh chỉ rõ, hùng hùng hổ hổ người đầu tiên ném ra rau héo về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản trứng thối thối rau quả thậm chí còn có người ném qua đến một đống phân nếu như không phải chung quanh có quan sai nhìn xem bọn họ sợ là muốn vọt qua đến đánh người chính là hắn nhìn nhã nhặn thật sự là biết người biết mặt không biết lòng cốt xấu là đồng hương đâu vì một bài thơ liền động thủ giết người vô duyên vô cớ hủy hoại một vị đại thi nhân liền hoàng đế lão tử đều nghe nói việc này vì thế nổi trận lôi đình, lúc này mới muốn đem hắn trảm lập quyết đâu. Chỉ ta nhìn trảm lập quyết còn chưa đủ, dạng này ác nhân liền nên bầm thay vạn đoạn, mới xứng đáng chết đi người vô tội. Các loại đến pháp trường thời điểm, có người hung hăng gõ một cái đầu gối của hắn ổ, một vi cả người quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu liền trông thấy cấp trên mặt lạnh vô tư thái đại nhân. Thái đại nhân tự mình xuống tới nghiệm chứng minh thân phận, lại để cho nơi đó giáo dụ bọn người xác nhận, lúc này mới nhíu mày hỏi vì sao ngăn chặn miệng quan coi ngục vội vàng giải thích đại nhân tiểu tử này trên đường đi hùng hùng hổ hổ có nhục nhã nhặn chúng ta lúc này mới ngăn chặn miệng của hắn thái đại nhân không có phát hiện dị dạng còn gật đầu nói vậy cũng chớ lấy được tránh khỏi hắn trước khi chết còn muốn liên quan vu cáo người khác quan coi ngục trong lòng mừng thầm luôn miệng nói tiểu nhân tuân mệnh bị ngăn chặn miệng không phát ra được thanh âm nào một vi ngẩng đầu lên lờ mờ còn có thể nhìn thấy chung quanh có khuôn mặt quen thuộc những cái kia tựa hồ là huyện học sinh viên cũng từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ nhưng là lúc này bọn họ từng cái xấu hổ tại nhìn thẳng hắn nhìn hắn như là nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu không không phải như là hắn đúng là mấy thứ bẩn thỉu vạt áo bên trên thậm chí còn có người phân giờ phút này huyện học cũng trống rỗng giáo dụ mấy cái lâm thời bị gọi đi đến lúc đó muốn nghiệm minh thân phận của một vi mà cái khác sinh viên nghe nói một vi muốn bị trảm lập quyết không biết ra tại tâm tư gì cũng dồn dập chạy tới pháp trường xem hình ngày xưa náo nhiệt huyện học lập tức không còn sót lại mấy người lưu hùng nguyên vốn cũng là muốn đi hắn đối với một vi căm thù đến tận xương tủy nhưng thấy tô phượng chương không lên đường chuyển động thân thể hắn kỳ quái hỏi tô huynh ngươi không cùng theo đi xem một chút sao tô phượng chương lại lắc đầu tiếp tục xuất ra một quyển sách đến sao chép không cần lưu hùng có chút xem không hiểu tô phượng chương tâm tư hỏi tô huynh chẳng lẽ ngươi không muốn xem lấy một vi đầu người rơi xuống đất tô phượng chương lại chỉ nói là nói người khác đầu rơi địa trường thanh cũng sẽ không trở lại nữa nhìn sẽ không để cho ta cao hứng mấy phần không nhìn cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối còn không bằng lưu tại nơi này nhìn thêm vài cuốn sách. Lưu Hùng suy nghĩ cũng cảm thấy là, nghĩ như vậy hò hét ầm ý nhìn người tử hình là rất không có ý nghĩa, cũng là, bất quá tô huynh ngươi có nghe nói hay không, bệ hạ sứ giả còn đang huyện nha đâu, nghe nói còn muốn tu sửa lâm tú tài mộ. Sách đến việc này, tô phượng chưa ngược lại là có chút xuất thần. Lưu Hùng vẫn còn tiếp tục nói. Lâm Tú Tài khi còn sống sinh hoạt túng quẩn, chết về sau ngược lại là vận khí tốt, liền bệ hạ đều nghe nói đại danh của hắn còn để tri huyện đại nhân tự mình tế bái chỉ sợ chúng ta hồ sơn huyện một vùng trừ hắn ra lại cũng không có người có vinh hạnh đặc biệt này hắn như vậy cho dù chết cũng là đáng đáng giá sao cô phượng chương hỏi ngược lại lưu hùng nắm tóc ngượng ngùng nói đương nhiên ta vẫn cảm thấy còn sống càng tốt hơn bất quá người cũng là muốn chết chết nở mày nở mặt dù sao cũng so uất quất ức ức cốt a à. tô phượng Trương nở nụ cười đúng vậy a à. ai muốn chết đâu còn sống tốt bao nhiêu a à. có thế nhìn ngày xuân phong quang cũng có thể phơi vào đông nắng ấm nhưng đã chết rồi có thế có phần này lễ tan trọng thể cũng có thể sơ lược đồng hồ an ủi tác giả có lời muốn nói canh thứ hai bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 94. Sau khi chết lễ tan trọng thể. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio Com. Chương 94. Sau khi chết lễ tan trọng thể ban lần phụ tốt khóc chi ngày mai tế tên phụ còn thuộc tế chưa một chi lần mà thuộc không phải trăm ngày cũng không phải tròn năm lâm trường thanh trước mộ lại hết sức náo nhiệt hắn mới mộ bị một lần nữa tu sửa một phen trọn vẹn nới rộng gấp ba có thừa mà trước mộ phần mộ bia càng là cao ngất mà lên. Chung quanh phụ trách siêu độ tăng lữ so với tấn khi đó còn nhiều hơn gấp đôi, siêu độ niệm kinh thanh âm liên tiếp, chưa hề ngừng. Trước mộ phần chẳng những chất đống tiền giấy con rối hàng mã xe, thậm chí còn có còn sống súc vật, đều là chờ một lúc muốn dùng để tế điện, đừng nói là bình thường lão bách tính nhà, liền xem như sĩ tộc cũng ít có như vậy xa xỉ trương dương. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, lần này khóc linh người đúng là tri huyện Thái Văn, lúc này ánh mắt hắn đỏ bừng, thanh âm khàn giọng, khóc lên quả thực so chết cha ruột còn muốn ra sức. Tô Phượng Trương cũng không đứng tại gần phía trước vị trí, hắn không gần không xa đi theo, nhìn xem xa hoa tế tự vật phẩm bị nhen lửa, nguyên bản không khí thanh tân bên trong trôi nổi lên kỳ quái hương vị, để cho người ta ít hầu có chút ngứa. Hắn khẽ rũ mắt xuống kiểm, lặng lặng chờ trận này long trọng náo nhiệt tế bái quá khứ đúng là náo nhiệt lúc này nguyệt khê thôn người cơ hồ đều tới rõ ràng còn là đang lúc ngày mùa bọn họ từng cái tình nguyện buông xuống trong tay sự tình cũng muốn đi qua nhìn trận này náo nhiệt những người này thậm chí cũng không vì lâm trường thanh chết đi mà cảm thấy thương tâm chỉ là đối với cái này một việc trọng đại nói chuyện say xưa. đứng tại tô phượng chương bên người chính là thôn trưởng tô văn huy lúc này hắn cũng không nhịn được thấp giọng cảm thán không nghĩ tới lâm tú tài khi còn sống trôi qua dáng vẻ hào sản sau khi chết nhưng có như vậy vinh hạnh đặc biệt thậm chí còn có người nói nói là a à, nếu là ta sau khi chết có thế có như vậy phong quang ngay tại lúc này lập tức chết cũng là đáng tô phượng chương hướng người nói chuyện phương hướng nhìn thoáng qua đã thấy hắn vẻ mặt thành thật tự hồ thật là nghĩ như vậy Thông trưởng gặp thần sắc của hắn không đúng thấp giọng hỏi nhị lan ngươi làm sao nhìn xem tự hồ không quá cao hứng. Tô Phượng Chương lắc đầu nói ra. Ta rất cao hứng cho hắn. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, như là đã chết rồi, như vậy có phần này lễ tan trọng thể dù sao cũng tốt hơn không có, hắn một mực là như vậy lý trí người. Chỉ là đáy lòng có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc thôi, là đáng tiếc, vẫn là ai tháng, vẫn là ấy nấy, Tô Phượng Chương mình cũng có chút không phân rõ, cuối cùng chỉ thành một loại triểu nặng cảm xúc đầu kia tế bái đã tới kết thúc rồi, Lưu Công Công chỉ là đứng ngoài quan sát, cuối cùng cùng theo dân một nén nhang, cũng không giống Thái Đại Nhân như vậy khoa trương. Hắn nhìn chầm chầm tế tự hoàn tất, mới cười nói một câu. Lâm Tú Tài có như vậy sau khi chết lễ tan trọng thể, cũng coi như không uổng công trong trần thế đi một chuyến. Thái Tri huyện cũng nói. Vẫn là bệ hạ ân sủng, chiêu hiền đại sĩ, yêu dân như con, Lâm Tú Tài mới có thể có hôm nay vinh hạnh đặc biệt. Lưu Công công chỉ là nở nụ cười, cũng không đáp lời, ngược lại là quay người hướng phía đám người nhìn lại, hỏi: Nghe nói Lâm Tú Tài hảo hữu Tô Phượng Chương chính là Nguyệt Khê thôn người, làm sao hôm nay không gặp hắn đến? Tô Phượng Chương chính ở đằng kia, ước chừng là sợ quấy rầy tế tự, cái này mới không có tới gần. Thái Tri huyện giải thích một câu. Thái Tri huyện vội vàng hướng lấy đám người vẫy gọi. Phượng Chương, mau tới đây gặp qua Lưu Công công tô phượng chương theo hắn đi tới đối hai người làm cái vái chào thảo dân gặp qua thái đại nhân lưu công công lưu công công đem hắn từ đầu đến cuối tinh tế đánh giá một lần nụ cười trên mặt ngược lại là thâm hậu mấy phần vị này chính là tô phượng chương tô công tử sao nhìn xem quả nhiên là dáng vẻ đường đường tuấn tú lịch sự tô phượng chương cười nhạt trả lời lưu công công quá khen rồi thảo dân tài sơ học thiển còn lên không được nơi thanh nhã hắn càng là như vậy không kiêu ngạo không tự ti lưu công công ngược lại là cao nhìn hắn một cái đương nhiên lưu công công sẽ xem trọng hắn cũng không là bởi vì chính mình thích như vậy phẩm hạnh thư sinh mà là sâu biết rõ được hoàng đế yêu thích cái này tô phượng chương như là đã vào hoàng đế mắt dáng dấp lại là như vậy anh tuấn tiêu sái mậu lâm tu trúc xem xét liền biết là bệ hạ thích nhất văn nhân loại hình chỉ cần đi được ổn tương lai liền có thể có tiền đồ người như vậy hắn tự nhiên nguyện ý bán cái tốt Tô công tử khiêm tốn, ai không biết ngài cùng Lâm tú tài cũng vì hồ sơn hai kiệt là nơi đây số một số hai nhân vật, Lâm tú tài một bài thơ truyền tụng thiên cổ, Tô công tử cũng là sấp sĩ, cũng không thể như vậy tự coi nhẹ mình. Lời này để bên cạnh Thái tri huyện đều kinh ngạc, cái gì hồ sơn hai kiệt, hắn làm sao chưa nghe nói qua? Nhưng nếu là Lưu công công nói lời, Thái tri huyện lập tức vuốt râu cười nói, đúng là như thế, phượng trương thuở nhỏ chăm học rất có tài hoa trước đó đi thanh châu phủ tham gia thi viện quả nhiên đoạt được án thủ còn từng bị ngũ hoàng tử cùng phương tri phủ tán dương qua lưu công công nghe xong đi theo cười nói nguyên lai like còn có việc này tô công tử khí vũ hiên ngang quả nhiên không phải hạng người vô năng hắn thậm chí nói ra năm ngoái ngũ hoàng tử khen tô công tử năm nay bệ hạ đã từng tán dương tô công tử có thể thấy được là hữu duyên thái tri huyện lỗ tai sẽ xảy ra a à, hữu duyên cùng ai hữu duyên cùng người hoàng gia sao trong lòng của hắn một mảnh nóng hận không thể thay tô phượng chương lập tức quỳ xuống tạ ơn đã thấy tô phượng chương chỉ hơi hơi không người đáp công công quá khen thực không dám nhận thảo dân ngày sau nhất định phải huyền lương thứ cổ chăm học không ngừng lúc này mới không phụ thánh ân lưu công công gặp hắn mặc dù tuổi trẻ lại không khí thịnh nói chuyện làm việc giọt nước không lọc trong lòng ngược lại là càng cao hơn nhìn mấy phần hắn vừa cười vừa nói lẽ ra nên như vậy nhà ta vẫn chờ thi hội chi niên ở kinh thành nhìn thấy tô công tử đâu nói xong lời này lưu công công đột nhiên hỏi cái này tuế hoa ngâm thế nhưng là tô công tử tự mình viết đúng vậy tô phượng chương trả lời lưu công công liền nói tuế hoa ngâm vòng vòng nhập chụp càng hiếm thấy hơn nam nhân thích xem, hậu viện nữ quyến cũng là ưa thích, không nói người khác, bệ hạ cũng nhiều lần tán thưởng, gọi là khó gặp lời hữu ích bản. Tô Phượng Trương không biết hắn lời này ý gì, ngược lại là trong lúc nhất thời không biết như thế nào tỏ thái độ, chỉ lại phải nói lời cảm tạ. Lưu Công Công nở nụ cười, nói. Được rồi, mọi người cũng nên mệt mỏi, tất cả giải tán đi. Nói xong chính hắn dẫn đầu trước xuống núi, thái tri huyện lại không lập tức theo sau ngược lại là đi đến tô phượng chương bên người nói nhỏ cái này lưu công công ý tứ chẳng lẽ muốn để ngươi lại viết mấy cái thoại bản để cho hắn trình cho bệ hạ tô phượng chương nghe liền nhíu mày thái tri huyện đề nghị nếu là như vậy cũng là đại hạnh sự tình không bằng thử nhìn một chút chỉ là thoại bản mà thôi lưu công công không thích ném đi chính là cũng là không ảnh hưởng toàn cục tô phượng chương lại nói tuế hoa ngâm chính là chân nhân chuyện thật cho nên mới kinh tâm động phách học sinh bản thân không có viết thoại bản thiên phú coi như viết cũng là tứ bất tượng còn không bằng đến đây dừng tay ngược lại là lưu hạ một cái tiếng tốt thái tri huyện cảm thấy đáng tiếc đây chính là trực tiếp có thể tấu lên trên công việc tốt hắn làm quan nhiều năm như vậy cái này còn là lần đầu tiên cùng hoàng đế bệ hạ đáp lên quan hệ hận không thể ôm thật chặt ở cái này cái bắp đùi nếu không ngươi trước viết viết nhìn còn không có viết làm sao biết không được chứ vậy được rồi ta thử nhìn một chút tô phượng chương trong miệng nói như vậy đáy lòng nhưng chủ ý đã định sẽ không viết không nói trước hắn thật không phải là kia viết thoại bản liệu coi như trong bụng đầu có nghìn vạn lần cái cố sự hắn lúc này cũng tuyệt đối sẽ không viết tuế hoa ngâm ngược lại cũng thôi vốn chỉ là vì rửa sạch ô danh thôi như tiếp tục viết hắn bản dù cho được đưa đến hoàng đế trước mặt khi cùng hát khí khúc linh người khác nhau ở chỗ nào hắn cũng không xem thường linh người nhưng ở đầu năm nay linh người thân phận chính là thấp hắn vì cái gì đặt vào khỏe mạnh khoa cử hoạn lộ không đi ngược lại là muốn đi loại này đường nghiên tử còn nữa đừng nhìn lưu công công tại hồ sơn huyện địa giới 10 phần vên váo dáng vẽ chân chính được sủng ái nội thần là sẽ không bị ngoại phái dù sao lâm trường thanh cùng hắn cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật đắn đo suy nghĩ lời này bản đưa ra ngoài đơn giản đạt được chỗ tốt lại cực kỳ bé nhỏ thậm chí rất có thể nghi hoặc vô tận tô phượng chương là cái thanh tĩnh người làm sao lại làm rõ ràng mua bán lỗ vốn tô phượng chương vô cùng thanh tĩnh người bên cạnh lại không nhất định cũng không biết người chung quanh cả đám đều mọc ra cái gì thuận phong nhĩ cái này còn không có xuống núi đâu lúc ấy bọn họ nói mấy câu liền bị truyền ra ngoài thậm chí càng ngày càng không đáng tin cậy thông trưởng tới hỏi thời điểm câu đầu tiên chính là nhị lan hoàng đế bệ hạ muốn nhìn ngươi viết thoại bản sao đây chính là làm rạng rỡ tổ tông chuyện thật tốt a à? tô phượng chương khẽ nhíu mày lắc đầu nói ra đại bá ngươi đây là nơi nào nghe tới lời đồn đoạn không việc này a à, không có sao đều nói tại trên đỉnh núi thời điểm cái kia trong cung đầu ra công công đề cập với ngươi thông trưởng nghi ngờ trong lòng tiếc núi vô cùng tô phượng chương vội vàng nói giả đoán chừng là nghe lầm thông trưởng vỗ đùi tiếc núi hô lại là giả ta cái này chẳng phải là cao hứng hụt một trận tô phượng chương còn nhắc nhở đại bá ngươi đến nhắc nhở mọi người đừng nói lung tung tuy nói chúng ta chỗ này núi cao hoàng đế xa nhưng chỉ trích bệ hạ thế nhưng là đại tội ngươi xem một chút một gia thôn liền biết rồi bệ câu nói tiếp theo bọn họ đời đời kiếp kiếp để dành người tới mạch hủy sạch. Thôn trưởng nghe xong lời này lập tức cẩn thận, nếu nói mấy ngày nay Nguyệt Khê thôn cao hứng bừng bừng, như vậy một đầu khắc mục gia thôn liền mây đen bịt kín, ai để bọn hắn trong tộc ra một cái đại gian đại ác mục vi, đến mức toàn cả gia tộc đều thụ trừng phạt. Hoàng đế một câu, một gia phàm là cùng quan phủ dính dáng thân quyến đều bị đuổi về nhà ăn mình, nghe nói liền gã ra ngoài nữ nhi cũng gặp ghét bỏ, thiện tâm một chút còn nguyện ý nuôi, lòng dạ ác độc một chút trực tiếp hưu khí về nhà. Thông trưởng run run một chút, vội vàng nói. Cũng không biết là cái nào hỗn tiểu tử nói bậy, ta cái này đi để bọn hắn ngậm miệng, không được hồ ngôn loạn ngữ, đến lúc đó cho làng đưa tới tai họa. Như thế Tô Phượng Chương mới an tâm một chút, một mực cùng sau lưng hắn Tô Nhị Thúc cũng là thất vọng, lúc này thở dài nói ra. Thôi, giả liền giả A, à, Nhị Lan tương lai nhất định có thế càng thêm tiền đồ. Nhị Lan, trước đó nhị thúc tập trung tinh thần không đồng ý lâm tú tài nhập tán sự tình trong lòng ngươi đầu cũng đừng để ý nhị thúc khi đó chết đầu óc chỉ cảm thấy điềm xấu tô nhị thúc ngượng ngùng nói hắn là trước kia phản đối kích động nhất người kia thật sâu cảm thấy lâm trường thanh từ tô gia đưa tang sẽ mang đến vận rủi nhưng lúc này hắn vỗ vỗ tô phượng chương đầu vai cười nói ai nghĩ đến thời gian qua đi mấy tháng hoàng đế bệ hạ để huyện thái gia tự mình tới tế bái Thế này sao lại là vận rủi, quả thực là mộ tổ bốc lên khói xanh. Tô Phượng Chương nhìn xem cao hứng bừng bừng rời đi Tô Nhị Thúc, trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tăng thêm hiến cho chân tình thực cảm giác viết thật nhiều chữ nhưng như cũ không có bị tính làm dài bình đang dương tiểu khả ái. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 95. Thi Hương bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 95 Thi hương sắc thu nghi nhân, ngỗng qua lưu tiếng. Tô Phượng chương trên lưng hành lý chờ xuất phát, lần này hắn chỉ mang theo Tô A Vinh, liền Tô Nhị Thúc đều chỉ đưa đến bến tàu liền sẽ trở về, mùa thu ngày mùa mùa, Tô Phượng chương cũng không nguyện ý bọn họ chậm trễ thời gian. Trước khi rời đi, Tô Phượng chương ngồi sổng xuống, vỗ đệ đệ đầu vai nói ra. Tam Lan, lúc ta không có ở đây trong nhà liền nhờ vào ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt nương cùng di nương muội muội biết sao tô lan chương liền vội vàng gật đầu đáp ứng vỗ bộ ngực cam đoan nhị ca trong nhà có ta ngươi cứ yên tâm đi tô phượng chương cười ngắt một chút gương mặt của hắn lại nhìn về phía bên cạnh muội muội tuệ tuệ ngươi so nhị lan bảo trì bình thản nhị ca không ở thời điểm ngươi ban ta nhìn hắn một chút đừng để hắn gây tai họa quấy rối Cô Tuệ Tuệ lập tức nói ra. Nhị ca yên tâm, ta sẽ nhìn chầm chầm Tam Lan. Cô Lan Chương không cao hứng nói. Nhị ca, ngươi lão là bất công Tuệ Tuệ. Cô Phượng Chương một bên một cái dắt lấy tay của bọn họ, vừa cười vừa nói. Các ngươi một cái là ta thân đệ đệ, một cái là ta thân muội muội, ta ai cũng không bất công. Nhị ca không lúc ở nhà không được ầm ý đỡ, phải thật tốt ở chung, đừng để nương các nàng quan tâm, nhớ kỹ sao? Tô Lan Chương cùng Tô Tuệ Tuệ liếc nhau, dùng dập hôn một tiếng nhớ kỹ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, rõ ràng hai người bọn họ là Long Phượng Thai, nhưng chẳng biết tại sao từ nhỏ đến lớn tính tình đều có chút không hợp so với đồng bào huynh muội ngược lại là cùng dị mẫu nhị ca càng thêm hôn gần một chút. Một lần cuối cùng sờ lên hai đứa bé đầu, Tô Phượng chưa ngồi lên xe ngựa, đối cổng Tô Triệu Thị phất phất tay. Nương, ta xuất phát, ngày ngay tại nhà chờ lấy tin tức tốt của ta. Tô Triệu Thị liền vội vàng gật đầu, nhưng các loại xe ngựa của hắn vừa đi, một mực chịu đựng nước mắt lập tức rơi xuống. Bên cạnh Bạch Di Nương liền vội vàng khuyên nhủ: Phu nhân, nhà ta nhị lan lần này đi nhất định có thế bản vàng đề tên, đến lúc đó để ngài cáo mệnh gia thân, đây chính là chuyện thật tốt. Tô Triệu Thị bôi nước mắt, nói. Mặc dù ngóng trong hắn có tiền đồ, nhưng mỗi lần nhìn nhị lan rời nhà đi xa, trong đầu luôn luôn không nở, lần này nếu là thuận lợi, sợ đến một năm cũng gặp không đến hắn. Thi hương tại tháng 8, nhưng thi xong công bố thành tích liền phải tới gần tháng 9, mà thi hội lại là tại năm thứ hai tháng 2 phần, từ Thanh Châu Phủ đi kinh thành đường xá xa xôi, trước khi lên đường Tô Phượng Chương liền cùng Tô Triệu Thị Thương Lượng, nếu là thi trúng cử nhân liền sẽ không trở về quê hương, trực tiếp từ Thanh Châu Phủ xuất phát đi kinh thành, dạng này thời gian dư giả một chút. Cho nên lần này khi xuất phát, Tô Phượng Chương chẳng những mang tới thu áo, liền quần áo mùa đông cũng mang tới, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu là thi xong sau trúng cử nhân trở lại thu thập hành lý, thứ nhất một lần lại là nhỏ thời gian nửa tháng, đến lúc đó đều tiến vào lúc tháng 10, vạn nhất kênh đào kết băng, bọn họ muốn vào kinh liền khó hơn. Bạch Di Nương nghĩ đến tương lai Tô Lan Chương cũng là muốn đi ra ngoài đi thi, một thời gian cũng là suy nghĩ ngàn vạn đúng vậy a, à, mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, bất quá nhị lan là cái có thành tựu tính người, chuyến này nhất định có thể thuận thuận lợi lợi. Tô Phượng Trương lần này xuất hành xác thực coi như thuận lợi, thanh châu phía trên gió êm sóng lặng, đã không có thủy tặc ẩn hiện, cũng không có liên tục xuất hiện gợn sóng. Duy nhất bối rối đại khái là người lái thuyền biết tên của hắn về sau, nhìn xem hắn tấm tắt lấy làm kỳ lạ, hận không thể lôi kéo hắn nói bên trên ba ngày ba đêm, đây đều là lấy, quế hoa ngâm, phúc. Thật vất vả khiên đến Thanh Châu Phủ, Tô Phượng Trương liên tục không ngừng mang theo Tô A Vinh xuống thuyền. Tô A Vinh cổng bao lớn bao nhỏ, hắn dáng người cường tráng, lúc này cổng nhiều đồ như vậy cũng là dễ dàng. Tô Phượng Trương chỉ nhắc tới một cái tùy thân hành lý, đây là hắn tranh thủ phía dưới tài năng cầm tới, đối với lần này Tô A Vinh nói ra. Nhị Lan, ta thế nhưng là đáp ứng thím sẽ đem ngươi chiếu cố thỏa thỏa thiếp thiếp, nàng nếu là biết ta để chính ngươi cầm hành lý, đến lúc đó còn không phải cầm đảo áo xử nện ta. cô phượng trương đến cùng vẫn là cầm một cái bao quần áo nhỏ. được rồi ngươi, ta nếu là đồng dạng đều không cầm, ra vẻ mình cùng không có tay không có chân, đi thôi, đừng lề mề. phượng trương, chỗ này, chỗ này. văn trúc dắt cuốn họng hô, hào hứng hướng phía bên này xông lại. cô phượng trương nhìn thấy hắn cũng là cao hứng, vỗ đầu vai của hắn hỏi ngươi tại sao cũng tới? Nơi nào muốn chuyên tới đón ta? Văn Trúc cười ha ha nói. Tiếp vào tin về sau, ta xem chừng ngươi đại khái chính là mấy ngày nay đến, lúc này mới cầu cha ta để cho ta đi ra ngoài. Ngươi nhưng không biết, ngươi tốt lắm tiên sinh, ta tốt lắm cha hận không thể ta một ngày 12 canh giờ đều đang đi học, ta đọc con mắt cũng bỏ ra, tóc bạc, thật vất vả mới cầu hắn đi ra ngoài. Tình cảm là mượn tới đón hắn lý do, mình cũng đi ra ngoài đi dạo tô phượng chương nhịn không được cười lên quan sát tỉ mỉ hắn một chút vô tình nói ra có thảm như vậy sao ta nhìn ngươi hồng quan đầy mặt thân thể đều mượt mà không ít nơi nào giống như là ăn đau khổ nhấc lên cái này văn trúc càng thêm ủy khuất nói ta có thể không mượt mà sao mẹ ta sau khi đến một ngày ba bữa có cá có thịt mỗi ngày đều muốn uống bổ canh quả thực là coi ta là tiểu trư tại nuôi nói đến lúc trước văn tiên sinh là không có ý định tại thanh châu phủ ở lâu chỉ tính toán đem con trai sắp xếp cẩn thận mình liền trở về tiếp tục mở tư thục ai biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa văn tiên sinh quan sát mấy ngày phát hiện mình một khi không ở văn trúc đừng nói là đi học đến lúc đó cả ngày ra ngoài cùng một đám hồ bằng cẩu hữu chơi đùa nơi nào còn có tâm tư đọc sách đừng bị mang ăn uống cá cực chơi gái mọi thứ đến cũng không tệ rồi đắn đo suy nghĩ Văn tiên sinh đến cùng là không có trở về, dứt khoát ngay tại Thanh Châu Phủ An Trí xuống tới, mỗi ngày tự mình nhìn chầm chầm con trai đọc sách. Hắn muốn tại Thanh Châu Phủ ở lâu, văn phu nhân tự nhiên cũng trở tới, người một nhà tương hổ ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là như vậy vừa đến, văn trúc thời gian khổ cực tính đã tới, văn tiên sinh bây giờ liền học sinh đều không có, cả ngày liền nhìn chầm chầm con trai độc nhất, có thế không liền để văn trúc khổ không thể tả văn trúc lúc này bắt lấy tô phượng chương nói ngươi đã đến là tốt rồi ngươi đã đến cha ta liền sẽ không chỉ nhìn chằm chằm ta tô phượng chương nhíu mày cười hỏi há nguyên lai ngươi không là tưởng niệm ta chỉ muốn để ta giúp ngươi chia sẻ tiên sinh dạy bảo ta đương nhiên cũng nhớ ngươi a à, hận không thể mỗi ngày nghỉ ngươi hàng đêm nghỉ ngươi ăn cơm đi ngủ đều nhớ ngươi liền nghĩ ngươi tranh thủ thời gian tới để cho ta cha đừng cứ mãi nhàn rỗi không chuyện gì nắm lấy ta mắng chửi người. Văn Trúc cười ha hả nói. Vừa nói vừa nhấc lên một sự kiện. Ngươi thật đúng là lợi hại, tại Hồ Sơn huyện đều làm ra như vậy động tĩnh đến, bây giờ Thanh Châu Phủ người đọc sách cũng đều biết đại danh của ngươi. Sách đến việc này, Tô Phượng Chương trên mặt vui vẻ giảm đi, ngược lại là nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Văn Trúc ý thức được mình nói sai, vỗ miệng nói ra ngươi nhìn ta không che đậy miệng nên mắng được rồi đừng tắt quái không là tới đón ta sao đi thôi đừng để tiên sinh đợi lâu tô phượng chương cười nói xe ngựa chậm rãi hướng thanh châu phủ bên trong đi văn trúc một ngừng hay không đang nói hắn sau khi đi thanh châu phủ bên trong biến hóa tô phượng chương cũng nói lên một năm qua này hồ sơn huyện từng ly từng tí tô phượng chương ngồi ở trước xe vị trí bên trên không thể không nói mùa thu Thanh Châu Phủ cũng mười phần xinh đẹp, cùng bọn hắn hồ sơn huyện khác biệt, Thanh Châu Phủ cây hoa quế rất nhiều, lúc này đều đã mang tới nụ hoa. Văn Trúc theo hắn ánh mắt liếc mắt nhìn, cười nói. Các loại chúng ta thi xong thi hương, những này cây hoa quế cũng đều mở. Tô Phượng Chương cười nói một câu. Vậy liền cầu chúc hai ta đều bản vàng đề tên, thi sau khi xong cùng một chỗ ăn quế hoa cao. Văn Trúc sờ soạn một chút cái mũi của mình, nói. Ngươi đối với ta thật là có lòng tin, chính ta đều không có sức có thế thi đậu. Tô Phượng Chương cười nói. Lần trước ngươi cũng nói như vậy, cuối cùng không phải thi trúng rồi sao? Văn Trúc càng thêm bất đắc dĩ. Lần kia là ngươi ép trúng khảo đề, ta chính là cọ lấy vận may này tài năng thi đậu, ngươi còn không biết ta có bao nhiêu cân lượng, tám thành đời này nhiều nhất cứ như vậy. Tô Phượng Chương vẫn cảm thấy Văn Trúc là cái mâu thuẫn người, hắn bình thường nhìn xem tùy tiện cái gì đều không để ý, hết lần này tới lần khác tại khoa cử bên trên đối với mình không có chút nào lòng tin, đây đại khái là văn tiên sinh từ nhỏ bắt đầu cao áp giáo dục tạo thành. Đã đều muốn đi thi, vào sân trước đó tự nhiên đến đối với mình có lòng tin. Tô Phượng Chương vừa cười vừa nói. Văn Trúc lắc đầu không nói gì, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hỏi một câu. Phượng Chương, ta nhớ được trước đó Tô Đại ca vị hôn thê là Trần Gia Cô Nương, đúng hay không? Từ khi đi Trần Gia náo qua một trận, lui xính lễ, Tô Gia cùng Trần Gia liền không còn có liên hệ, Tô Phượng Chương là nửa đường hàng, đối với Trần Gia kỳ thật cũng không có loại kia thâm cừu đại hận, chỉ cảm thấy chuyện này dừng ở đây rồi. Nghe lời này hắn ngược lại là kỳ quái. Vâng, làm sao bỗng nhiên nhấc lên Trần Gia đến? Mẹ ta kể nàng nhìn thấy Trần Gia tiểu thư. Văn Trúc thấp giọng, nghe nói là gả cho Thanh Châu Phủ một vị đồng tri làm thiếp, có chút được sủng ái, vị này tiền đồng tri còn làm cho nàng ra chiêu đãi nữ khách. Văn Trúc đối với Trần Gia cũng chia bên ngoài chướng mắt, thậm chí nói ra. Thật không biết Trần Gia nghĩ như thế nào, tô đại ca thế nào cũng là tuổi trẻ tài tuấn, tiền đồ như gấm, bọn họ lệch muốn hủy hôn, còn tưởng rằng sẽ vì nữ nhi tìm một hộ người tốt lành gì nhà, kết quả trong mong đem người đưa cho người làm thiếp, khi tiền đồng tri niên kỹ so với ta cha còn lớn hơn, đều một thanh râu tri sắp xuống mồ. Như vậy sự tình, nếu không phải văn phu nhân tới đi ra ngoài giao tế, bọn họ nhưng thật ra là sẽ không biết. Bởi vì lúc trước từ hôn sự tình, Trần Gia tại Hồ Sơn huyện danh tiếng cực kém, văn tiên sinh đối bọn hắn nhà cũng là vạn phần chướng mắt, văn trúc càng là như vậy, rất có vài phần cùng chung mối thù khí thế. Tô Phượng chưa nhìn xem ngược lại là bình tĩnh, nghe chỉ nói là nói hắn gia sự tình, đã sớm không có quan hệ gì với tô gia. Văn Trúc lại nói, ta đây không phải lo lắng ngươi sao, trần gia toàn gia yêu ma quỷ quái, trước đó tuế hoa ngâm, nháo trò, bọn họ tất nhiên cũng biết ngươi muốn đi qua tham gia thi hương, ai biết có thể hay không sau lưng động tay chân. Cô Phượng chưa ngược lại là cười nói, sự tình đều đi qua 4 năm, không đến mức như thế. Lại nói, ngươi cũng đã nói kia Trần Tiểu Thư bất quá là thiếp thất, đồng tri là tri phủ phó chức, trưởng quản bình thường là địa phương muối, lương, bắt trộm, công trình trị thủy thủy lợi lấy, phủ tuy dân di các loại sự vụ, cũng không thể nhúng tay khoa cử đại sự. Văn Trúc nghe cũng an tâm một ít, nhưng vẫn là nói. Hy vọng như thế đi, ta liền chán ghét cái này trần gia, làm sự tình quá mức bỉ ổi, như vậy hèn hạ vô sĩ tiểu nhân, nhìn ta đều buồn nôn. Đã cảm thấy buồn nôn, kia liền không nên nhìn, không bằng nhìn thêm nhìn ta. Tô Phượng Chương vừa cười vừa nói. Văn Trúc tưởng tượng cảm thấy rất đúng, vỗ nhà mình bạn bè đầu vai nói ra. Nói không sai, nhìn ngươi ngọc thụ lâm phong dáng vẻ, cũng không so với cái kia người cảnh đẹp ý vui nhiều, tới tới tới, để ca ca xem thật kỹ một chút. Tác giả có lời muốn nói. Trần Tiểu Thư xuất hiện chút tiểu khả ái nhóm 6 một vui vẻ đến, mời các ngươi một ly đá rộng vui. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 96 Ân oán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 96 Ân oán nhất lên Thanh Châu Phủ đồng tri tiền đại nhân, Thanh Châu Phủ lão bách tính đoán chừng cũng không lớn quen thuộc, bọn họ biết tri phủ phương đại nhân, cũng biết thông phán lý đại nhân, nhưng đối với vị này tiền đại nhân lại ít hiểu biết chi lại thiếu. Ở trong đó tự nhiên là có duyên cớ, Đồng tri cũng không phải là một cái cố định chức quan, bình thường là xem nơi đó tình huống mà thiết, bình thường tới nói, đây là tri phủ phó chức, giống như là tri phủ thư ký. Bình thường mà nói, đồng tri nhất định là nơi đó tri phủ phụ tá đắc lực, mười phần nhận coi trọng, có thế vị này tiền đồng tri cùng Phương tri phủ quan hệ lại hết sức đáng giá nghiền ngẫm. Chỉ vì tiền đồng tri cũng không phải là Phương tri phủ một tay đề bạc đứng lên, mà là vào năm ấy Thanh Châu lũ lụt nơi đó quan viên hơn phân nửa xuống ngựa hoạch tội mà phương tri phủ vẫn còn chưa đến thanh châu thời điểm triều đình tạm thời đánh phát tới xử lý sự vụ một viên tiền đồng tri vừa tới thanh châu phủ khi đó cũng qua một đoạn trong núi không lão hổ thời gian chỉ tiếc phương chi vấn từ trên trời giáng xuống chẳng những là hoàng đế dòng chính bản thân cũng là càng không độc đoán người không rõ chi tiết đều muốn hỏi đến nếu là tiền đồng tri thông minh liền biết như vậy cấp trên chỉ có thể bưng lấy ngoan ngoãn nghe lời chính là. Đáng tiếc vị này tiền đồng tri nhưng cũng không phải cái gì người thông minh, chiếm đồng tri vị trí rất có vài phần cậy già lên mặt, phương tri phủ trên mặt cười hì hì, ra tay lại không chút do dự, rất nhanh tiền đồng tri trong tay đầu quyền lợi liền bị phân đi bảy tám, chỉ còn lại một chút phế liệu. Càng hỏng bét chính là, lúc ấy hoàng đế điều động ngũ hoàng tử đến đây cứu tế, tiền đồng tri trưởng quản nơi đó thủy lợi công trình trị thủy, tự nhiên không thiếu được cùng vị hoàng tử này liên hệ. Tất cả mọi người biết cứu tế nhưng thật ra là chất béo phong phú sự tình, Tiền đồng tri lúc ấy cũng có mấy phần tiểu tâm tư, kết quả vẫn chưa làm ra chuyện gì, liền bị Ngũ hoàng tử một phen gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn dọa đến mất hồn, từ đây càng phát ra nhát gan. Bất quá hắn dù sao vẫn là đồng tri, có chính ngũ phẩm chức quan mang theo, chỉ cần triều đình không có trực tiếp bãi miễn hắn, Tiền đồng tri tại Thanh Châu phủ liền còn có mấy phần lực lượng. Lão Bách Tính có biết hay không cũng không trọng yếu. Hắn chắc hẳn cũng biết lấy Phương Tri phủ đối với mình chán ghét, muốn tiến thêm một bước khó càng thêm khó, dứt khoát cũng không làm cái gì thực sự sự tình, như vậy xuống tới ngược lại là bình an vô sự. Đừng nhìn tiền đồng tri tại bên ngoài một bộ chú ý cẩn thận, bình chân như vậy dáng vẻ, về đến trong nhà lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn vui rượu thật ngon, thích mỹ nhân, trong nhà trừ chính phòng bên ngoài, có danh phận nữ nhân liền có 8 người vô danh phân càng là đếm không hết nhiều ít đều là bị chính phòng phu nhân tùy ý đánh phát ra ngoài mà ngày xưa trần phinh đình chính là bây giờ được sủng ái nhất bác di nương lúc trước một đỉnh tiểu kiều tử mang tới đến tiền phu nhân đều không đem cái này thương gia nữ để ở trong mắt ai ngờ đến mấy năm trôi qua nữ nhân này chẳng những không chết ngược lại là thành được sủng ái nhất một cái kia bây giờ càng là dám trực tiếp hạ mặt của nàng nàng còn phải đủ kiểu nhường nhịn ai bảo tiền đại nhân liền là ưa thích đâu tuy nói là thiếp nhưng làm được sủng ái ái thiếp trần phinh đình tại cái này tiền gia hậu viện ở ngược lại là so tiền phu nhân còn muốn thoải mái thí dụ như lúc này nàng ngay tại viện tử của mình bên trong tiếp kiến mẹ ruột người bên ngoài nhà tiểu thiếp đừng nói gặp người nhà liên lạc một chút đều là khó càng thêm khó nhưng trần phinh đình lại thường xuyên có thể nhìn thấy cha mẹ sắc mặt nàng có chút tái nhật một trương kiều diễm cho hơi hơi mang theo quyển sắc cả người quể quải tựa ở quý phi y bên trên. Thấy mẹ ruột cũng chưa đứng dậy ý tứ, mí mắt cũng không động một cái. Nương, ngươi tại sao lại tới? Bây giờ đối nữ nhi, Trần Phu Nhân ngược lại là rất có vài phần lấy lòng ý tứ. Nương đây không phải nhớ ngươi, lúc này mới tới nhìn ngươi một chút. Trần Phinh Đình bật cười một tiếng, từ tốn nói. Mấy ngày trước đây không phải mới tới qua, lần này lại là ai gây chuyện mà rồi. Nương, ngươi cũng mặc kệ quản ca ca, ngươi nhìn một cái hắn một năm này đều chọc nhiều ít chuyện, lão gia nhà ta không nhịn được rất, đã sớm không nghĩ phản ứng chuyện như vậy, ngài đây là muốn nhìn ta thất sủng mới cao hứng đúng hay không? Trần Phu Nhân nghe lời này, vội vàng nói. Phinh Đình, ngươi cũng không thể mặc kệ đại ca ngươi, nữ nhân này xuất giá về sau còn không phải ỷ vào người nhà mẹ đẻ, hắn chính là vừa tới Thanh Châu Phủ, bị thế giới phồng hoa này mê con mắt, lúc này mới hồ đồ rồi mấy lần. Trần Vinh Đình cười nhạo nói. Ta dựa vào hắn. Nhanh cho ta tỉnh lại đi, hắn không cho ta gây phiền toái cũng không tệ rồi, nếu không phải cha chết rồi, Trần Gia chỉ còn lại hắn một cái nam đinh, ta quản hắn sống hay chết. Trần Phu Nhân sắc mặt khó xử, lại cũng không dám trực tiếp cùng nữ nhi cãi lộn. Trần Vinh Đình lòng dạ không thuận, nhưng nhìn thấy Trần Phu Nhân bộ dáng này lại là thở dài, đến cùng là mẹ ruột từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ quan hệ cũng mười phần thân mật nàng hòa hoãn giọng điệu hỏi nương ngươi nói thẳng đi đến cùng là chuyện gì trần phu nhân rồi mới lên tiếng nữ nhi lần này thật sự không là ngươi ca ca sự tình nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh nha hoàng trần Phinh đình nhíu mày vẫn là phất tay để cắt nàng xuống dưới trần phu nhân theo sau đóng cửa lại mới qua tới nói Phinh đình Tô gia kia tiểu tử thi trúng rồi tú tài, bây giờ đã đến Thanh Châu phủ, dự định muốn thi cử nhân đâu?" Vừa nghe đến tên Tô gia Trần Phinh Đình liền toàn thân không được tự nhiên, nhất là nghĩ đến năm đó anh tuấn còn có tài hoa Tô tông chương, lại nhìn bây giờ kia ốc đầy bụng phệ còn tốt sắc, lại có không thể gặp người ham mê tiền đại nhân, trong lòng nàng càng thêm không cam lòng. Nhưng rất nhanh, Trần Phinh Đình liền cười xùy một hồi, nói: "Thi cử nhân là như vậy chuyện dễ dàng sao?" coi như thi trúng cử nhân, cũng không nhất định có thể làm quan, ngươi sợ cái gì? Trần Phu Nhân vội vàng nói. Phinh Đình, ngươi có thể nghe nói, tuế hoa ngâm. Trần Vinh Đình tự nhiên là nghe qua, năm ngoái bắt đầu cái này kịch hồng biến đại giang Nam Bắc, bọn họ trong phủ đã từng xin gánh hát đến hát, lúc ấy tiền Phu Nhân miệng đầy tán dương, ngược lại là Trần Vinh Đình cảm thấy không lắm thích. Trần Phu Nhân nói theo. Ngươi có chỗ không biết, cái này tuế hoa ngâm thật nói kỳ thật chính là tô phượng chương cùng hắn bạn tốt lâm trường thanh sự tình lời này bản vẫn là tô phượng chương tự tay viết nếu là lúc trước nương tự nhiên không nóng nảy hắn tô phượng chương liền xem như thi trúng cử nhân lại có thể thế nào không còn gì tốt hơn là cùng cha hắn đồng dạng tại hồ sơn huyện mưu một cái tiểu lại đương đương thôi cho ta con rể sách giày cũng không xứng nhưng mà ai biết hắn bằng hữu kia chết được tốt vừa ra hạ lưu kịch đúng là liền hoàng đế lão tử đều nhìn nghe còn cố ý phái trong cung đầu thái giám tới tế bái hồ sơn huyện bên kia tin tức truyền đến đều nói kia trong cung đầu thái giám chính miệng nói bệ hạ đối với tô phượng chương hài lòng vô cùng chỉ cần hắn vào kinh đi thi nói không chừng liền có thể cao trung một khi cao trung còn không phải vào hoàng đế mắt thật đến lúc ấy hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta trần gia a lúc trước tô tông chương cùng tô điển lại chết như thế nào chỉ sợ bọn họ còn nhớ tin tường, đợi đến hắn ngày nổi danh, liền chúng ta không may thời điểm A. Cái gì? Tuế Hoa Ngâm, đúng là hắn viết. Trần Vinh Đình kinh ngạc hỏi, nàng hiện tại là nội trạch phụ nhân, vẫn là tiểu phụ, bên ngoài tin tức chỉ có thể dựa vào người nhà mẹ để truyền lại tiếng đến, tự nhiên không so được tiền phu nhân tin tức nhanh chóng. Trần phu nhân vẽ mặt cầu xin nói. Cũng không phải sao, ai có thể biết cô phượng chương có thế có như vậy tạo hóa đâu trần phinh đình cao mày nhất là trông thấy trần phu nhân khóc tan mặt càng thêm bực bội trước kia trần lão gia còn sống trần gia sự tình tình căng vốn không dùng nàng quan tâm bây giờ trần phu nhân không có chủ ý nàng đại ca lại là cái không đỡ nổi coi như như thế ta lại có thể có biện pháp nào khoa cử đại sự đừng nói là ta coi như lão gia nhà ta cũng không nhúng tay vào được đối với lần này Trần Phinh Đình vẫn có tự biết rõ. Trần Phu Nhân sẽ khóc lấy hô. Phinh Đình, ngươi bây giờ là người nhà họ tiền, coi như Tô Phượng Trương Phát Đạt cũng không nhất định có thể làm khó dễ ngươi, nhưng ta cùng ngươi ca làm sao bây giờ, nếu là hắn làm quan, đối phó một nhà thương hộ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Phinh Đình nhịn không được mắng một câu. Lúc trước cha để ngươi đừng đem sự tình làm tuyệt, ôn tồn từ hôn, ngươi lệch không nghe, bây giờ kết thù ta có thế có biện pháp nào chẳng lẽ còn có thể để cho tô tông chương sống tới sao trần phu nhân chỉ là một mực khóc vậy ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a chờ hắn thật trúng cử nhân vào kinh đi thi chúng ta lại muốn động thủ có thế khó càng thêm khó lại nói năm đó nếu không phải hắn hùng hổ dọa người cha ngươi cũng sẽ không vội vàng đưa ngươi đến thanh châu phủ cũng sẽ không ở trên đường trở về gặp được thủy tặc càng thêm sẽ không chết thảm như vậy Cô tô Tông Chương cùng tô điển lại chết sớm, kia là mình tự tìm. Cha ngươi một cái mạng mới nên để nhà hắn đền mạng. Coi như không vì chúng ta, vì chính ngươi cũng không thể để hắn ra mặt a. À, chờ hắn ra mặt, có lẽ không thể trực tiếp đem ngươi thế nào, nhưng ở tiền lão gia trước mặt nói mấy câu, đến lúc đó còn không phải. Như vậy lật ngược phải trái từ không thành có, bước chừng cũng chỉ có Trần Phu nhân như vậy ít kỹ tự phụ phụ nhân mới nói ra được. Tốt. Trần Phinh Đình gặp nàng nói đến càng ngày càng không tưởng nổi, nhịn không được gầm thét một câu. Trần Phu Nhân bị giật nảy mình, bụng mặt đánh thúc tha thúc thiếp dựng. Trần Phinh Đình hòa hoãn một chút nộ khí, đối nàng nói một câu. Được rồi, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp đi. Nói xong lời này, Trần Phinh Đình cũng mặc kệ Trần Phu Nhân sắc mặt, trực tiếp để cho người ta đem nàng đưa tiễn. Chỉ là người vừa đi, Trần Phinh Đình trong đầu lại cảm thấy khó xử, Trần phu nhân cố nhiên khó nghe, nhưng có một câu nói đúng, nếu nàng là Tô Phượng Trương, một ngày kia phát đạt cũng sẽ không bỏ qua khi nhục qua mình người. Nghĩ xong chủ ý, Trần Phinh Đình sơ lược thi phấn trang điểm đi ra khỏi cửa phòng, trực tiếp hướng tiền đại nhân thư phòng đi qua. Đến cửa thư phòng, liền có gã sai vặt ngăn lại đường đi của nàng, cúi đầu không dám trực tiếp nhìn nàng. "Bác di nương, lão gia còn chưa trở về." Trần Phinh Đình mềm mại cười một tiếng, Ta biết, chỉ là hôm qua bồi lão gia trong phòng vẽ tranh, ngược lại là đem một cây trâm cài rơi xuống, ta đi vào tìm được liền ra. Cái này, cả sai vặt có chút do dự. Trần Vinh đình lạnh sắc mặt, táo giận nói. Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ lão gia thư phòng ta còn không vào được rồi? Khi là lão gia đưa cho ta trâm cài, nếu là có chỗ sơ xuất bán ngươi cũng không thường nổi. Gã sai vặt biết nàng được sủng ái nhất, ngày bình thường cũng lúc mọc ra nhập tiền đại nhân thư phòng, lập tức cũng không dám hung hăng ngăn đón, bác Di Nương mời đến, thư phòng trọng địa, còn mời cẩn thận một chút. Được rồi, biết rồi, các loại lão gia trở về, ta sẽ ở trước mặt hắn khen ngươi tẩn trách. Trần Vinh Đình cười đi vào. Tiến vào thư phòng về sau, nàng nhìn lướt qua bàn đọc sách, cấp tốc đưa tay đem một tấm trong đó danh thiếp nhét vào trong ngực, động tác thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên như vậy thao tác để tiền đại nhân tự mình nhúng tay là chuyện không thể nào, nhưng có danh thiếp có thể làm liền có thêm. Trước đó ca ca của nàng xảy ra chuyện, trần vinh đình sợ treo chọc tiền đại nhân chán ghét mà vứt bỏ, cũng là vụng trộn cầm danh thiếp làm việc, một chút vết tích cũng không. Tác giả có lời muốn nói, làm việc trái với lương tâm người lại càng dễ đi hãm hại người khác vì cái gì? Bởi vì nàng sợ hãi nha. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 97 Nợ nhân tình Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 97 Nợ nhân tình thi hương mặc dù bị xưng là thi hương, chính bởi vì hắn là mùa thu cử hành, một năm này thanh châu phủ thi hương liền đặt ở tháng 8. Lúc này ngẫu nhiên có mấy cây nóng vội cây hoa quế đã nở rộ, thanh châu phủ bên trong nổi lơ lửng loáng thoáng mùi hoa quế, tô phượng chương 10 phần thích loại cảm giác này, sau quế hoa tập thể nở rộ thời điểm dễ ngửi rất nhiều. Văn gia trong viện đầu liền trồng một gốc cây hoa quế, nghe nói lúc trước bởi vì cái này khỏa cây hoa quế, cái viện này giá cả đều tăng mấy hai, cũng bởi vì hái vòng nguyệt quế ý đầu tốt. Văn tiên sinh dậy thật sớm, tự mình đi gấp quế hoa cành, tại con trai cùng môn sinh đắc ý đầu vai có chút đảo qua, bọn họ trong viện đầu cây hoa quế mở muộn, lúc này liền nụ hoa đều không có, chỉ có thể như thế ý tứ một chút nghe nói hôm qua thượng mã yến lúc phương tri phủ cũng cùng nhau tham gia tự mình bẻ quế hoa cầu chúc năm nay thi hương thuận thuận lợi lợi ăn văn phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị hướng ăn tô phượng chương cùng văn trúc bái biệt hai vị trưởng bối cùng một chỗ hướng phía trường thi xuất phát một lên xe ngựa văn trúc liền cả người co quắp ngã xuống bất đắc dĩ nói ra thi hương đến nỗi ngay cả thi ba trận mỗi trận đều phải thi ba ngày liên tiếp một thi chính là nửa tháng ta thật sợ mình chống đỡ không xuống. Tô Phượng Trương đưa tay vỗ một cái hắn tròn vo bụng, cười nói. Yên tâm, ngươi cái này thân thể, coi như đói hơn nửa tháng cũng sẽ không có sự tình. Văn Trúc sờ lên bụng của mình có chút ưu thương, ghen tị liếc mắt nhìn Tô Phượng Trương dáng người, ám đạo đều là nam nhân, đều bị mẹ nàng đút nửa tháng canh canh thủy thủy, gia hỏa này làm sao trả cùng Thanh Trúc giống như đây này. Tô Phượng Trương gặp hắn như vậy, liền an ủi chúng ta thí sinh còn tốt, ở giữa tốt xấu có thế ra hít thở không khí, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia các giám khảo, bọn họ mùng sáu ăn thượng mã yến liền phải vào bên trong màn, các loại quan giám khảo phong cửa, trong ngoài liêm quan liền bất tương vãng lai, bên trong liêm quan trừ phê duyệt bài thi bên ngoài không thể cùng nghe việc khác, bọn họ từ mùng sáu vào cửa, mãi cho đến phê xong bài thi mới có thể đi ra ngoài, chẳng phải là càng đắng. Nghĩ như vậy, các giám khảo tự hồ thật sự so thí sinh còn muốn thảm, Văn Trúc lập tức cảm thấy mình được an ủi, vừa cười vừa nói: "Điều này cũng đúng, bất quá chúng ta chỉ có một cái tiểu hào phòng, các giám khảo khẳng định ở thoải mái nhiều." Tựa như Tô Phượng Chương nói như vậy, đợi đến thi hương thời điểm, quan chủ khảo sẽ từ triều đình ở giữa các cử, Thanh Châu phủ bây giờ mặc dù có học chính, nhưng vị này học chính là không thể nhúng tay thi hương công việc. Mà đợi đến khảo thí thời điểm, những này quan chủ khảo lại sẽ chia làm trong ngoài liên quan bên trong liên quan phụ trách phê duyệt bài thi đánh giá sau cùng thứ tự mà bên ngoài liên quan chính là thông tục quan giám khảo chỉ phụ trách giám thị công việc trường thi đại môn một khi đóng lại dù cho bên trong lửa cháy không đến thời gian cũng là không có thế mở chẳng những thí sinh như thế đối với quan giám khảo nhóm cũng là như thế vô nhân đạo rất xa trông thấy trường thi đại môn Tô Phượng Trương hai người xếp hàng đi tới cửa đợi đến vào sân. Lúc này Văn Trúc cũng không dám nói nhiều, vạn nhất nói nhầm đắc tội cũng không phải sự tình tốt, ngay cả như vậy, cổng người khuôn mặt của hắn biểu lộ cũng nhiều biến vô cùng, có đôi khi Tô Phượng Trương cũng nhịn không được bị chọc cười. Bỗng dưng, một người thư sinh từ bên cảnh sát qua đi, đi ngang qua bọn họ thời điểm lại dùng sức va vào một phát Tô Phượng Trương. Tô Phượng Trương động tác cực nhanh tránh đi, người kia thu lại không được khí lực, cả người kém chút trực tiếp ngã nhào trên đất. Tô Phượng chương một thanh níu lại hắn, cười nhạt nói. Vị huynh đài này, đi đường còn xin coi chừng một chút, bằng không thì tới gần bắt đầu thi té bị thương thế nhưng là không được tốt. Khi tú tài lạnh hừ một tiếng, hất tay của hắn ra đi về phía trước, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Văn Trúc thấy thế, thấp giọng cười nói. Khẳng định lại là biết đại danh của ngươi, mời ngươi đi tham gia văn hội, kết quả ngươi không nể mặt mũi không có đi đắc tội những cái kia. Lời này đến từ Tô Phượng Trương đến Thanh Châu Phủ nói lên, Tuế Hoa Ngâm để hắn thanh danh đại chấn, nhưng ở Thanh Châu Phủ biết, Tuế Hoa Ngâm chính là hắn sợ tác người vẫn là ít, bất quá văn nhân ở giữa ngược lại là hơi có nghe thấy. Lập tức liền có một ít người đưa ra cành ô liu, mời Tô Phượng Trương trước đi tham gia văn hội, nói là văn hội, kỳ thật chính là một chút tú tài vui chơi giải trí, trao đổi lẫn nhau nơi chốn thôi. Tô Phượng Trương đối với lần này không có chút nào hứng thú, liền ngay cả Văn Tiên Sinh cũng nói lúc này chuẩn bị thi hương càng trọng yếu hơn, nếu ứng nghiệm thù thi hương về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Thế là hắn liền đem những cái kia thiếp mời đều đẩy, cái này đẩy, liền đẩy ra một cái cậy tài kim người, xem thường thanh danh của người tới. Đối với lần này Tô Phượng Trương cười trừ, ngược lại là không nghĩ tới cống cửa sân lại còn có người đến gây chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn một chút vị kia thư sinh, gặp hắn một mặt bộ dáng tức giận, trong lòng chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Hết lần này tới lần khác Văn Trúc còn thất vọng cô. Ta suy nghĩ, bọn họ khẳng định là đối với ngươi phục sát đất, muốn định bợ một hai, kết quả ngươi không muốn đi, từng cái sinh lòng thất vọng, vì yêu sinh hận. Tô Phượng Trương trả lời là hung hăng gõ một cái trán của hắn, Văn Tiên sinh mắng không sai, ngươi gần nhất có phải là nhìn lén thoại bản. Đây bất quá là việc nhỏ xen giữa, thi hương vào cửa điều tra so thi viện càng thêm nghiêm ngặt, có ba người trước sau phân biệt soát người, bảo đảm mỗi một cái thí sinh cũng sẽ không tài liệu thi tài liệu. Chờ bọn hắn toàn bộ vào sân về sau, trường thi đại môn liền muốn khóa, thi hương lúc này mới tính chính thức bắt đầu. Tô Phượng chương quan sát một chút mình phân đến số phòng, cùng lần trước đồng dạng 10 phần chật hẹp, bên trong bày biện trên dưới hai khối tấm ván gỗ, Phía trên tấm ván gỗ là dùng để làm làm viết bài thi cái bàn, phía dưới nhưng là dùng để làm cái ghế. Các loại đến tối, hai khối tấm ván gỗ ghép lại với nhau, đó chính là dùng để đi ngủ giường chiếu. Loại này số phòng đối với dáng người cao gầy thí sinh 10 phần không hữu hảo, nhất là nam phương số phòng lại thấp lại chật hẹp, Tô Phượng Chương đứng dậy thời điểm, luôn cảm thấy đầu cũng phải chạm được nóc nhà, tại số phòng bên trong thậm chí không thể rộng mở tay chân. So với trong cuộc thi cho hắn ngược lại là cảm thấy loại này giam cầm không gian thu hẹp mới thật sự là khảo nghiệm tô phượng chương khẽ thở dài một cái lại bắt đầu kiểm tra trong phòng đồ vật trừ tấm ván gỗ bên ngoài còn có một chậu lửa than một chi ngọn nến địa phương khác thi hương như thế nào không biết bất quá bọn hắn bên này ngược lại là có thể tự mình mang theo bột gạo công cụ tiến đến thi hương nha môn cũng không cấp cho đồ ăn nói cách khác bọn họ đến tự mình giải quyết ba ngày ba bữa cơm đối với lần này văn tiên sinh 10 phần có kinh nghiệm, để văn phu nhân chuẩn bị đều là thả được, hơi nấu một chút liền có thể ăn đồ ăn. Số phòng chỗ xấu rõ ràng, chỗ tốt ngược lại là cũng có, chí ít có nóc nhà, không đến mức phơi gió phơi nắng, các loại bắt đầu thi về sau, chỉ cần ngươi không phải gian lận, không ảnh hưởng đến chung quanh thí sinh, không quan tâm ngươi ở bên trong làm cái gì, quan giám khảo đều một mực không hỏi. Mùng 9 tháng 8, thi hương trận đầu chính thức kéo ra màn che. Tô Phượng Chương nhìn thấy khảo đề thời điểm có chút nhẹ nhàng thở ra, đều là hắn quen thuộc khảo đề, thậm chí ngay cả kia thủ năm nói tám vận thơ đề một hắn cũng từng làm qua không chỉ một bài thơ, chỉ muốn tuyển chọn một bài tốt nhất dùng tới chính là Bên này Tô Phượng chương khảo thí lúc hết sức chuyên chú, bên kia trong hậu đường màn chỗ chỗ, mấy cái bên trong liêm quan đang uống trà nói chuyện, lúc này bài thi chưa ra, bọn họ chính là nhất là nhàn rỗi thời điểm. Dẫn đầu vương học sĩ liếc mắt nhìn người bên cạnh, kỳ quái hỏi. Tiêu đại nhân, ngươi làm sao, hai ngày này một mực là mất hồn mất vía dáng vẻ, chẳng lẽ gặp cái gì khó xử? Tiêu đại nhân nghe lời này, vội vàng nói. Vương đại nhân hiểu lầm, ta chính là nhận giường, mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, lúc này mới có chút hoảng hốt, không ngại sẽ không ảnh hưởng đến ta chấm bài thi. Vương đại nhân lúc này mới cười nói. Vậy là tốt rồi, thi hương là khoa cử đại sự. Thanh Châu phủ lại là văn phong cường thịnh địa phương, nếu là bởi vì chúng ta chấm bài thi sơ xảy náo ra chuyện gì đó không hay, bệ hạ nhưng là muốn trách tội. Lời này liền có mấy phần gõ ý tứ, Tiêu đại nhân lập tức nói ra. Vương đại nhân còn xin yên tâm. Vương đại nhân cười ha ha, tự hồ là thật sự yên tâm. Hắn yên tâm hay không Tiêu đại nhân không biết, hắn tự mình trong đầu bất ổn không nắm chắc được, lại nói mấy ngày trước đó tiêu đại nhân tại lâm thời trong phủ nhận được một tấm thiệp, theo lý mà nói, hắn mặc dù chỉ là hàng lâm viện người, chức quan không cao, nhưng dù sao cũng là quan kinh thành, lại là đến giám thị thi hương, đối với quan viên địa phương hoàn toàn có thể không quan tâm. Có thế cái này tiền đại nhân năm đó đúng là đối với hắn có ân, tiêu đại nhân tự giác là cái trọng tình người, ngược lại không tốt không lọc vào mắt. Nhìn bái thiếp về sau, tiêu đại nhân lại là lớn cao mày, trong lòng mười phần hối hận, sớm biết còn không bằng không nhìn. Nguyên lai tiền đồng tri ỷ vào năm đó đối với hắn có ân, lại là muốn hắn tại thi hương bên trong động tay chân, đem một vị tú tài trực tiếp quét xuống. Nếu là tiền đồng tri cầu hắn mở cửa sau, để người nào đó cao trung, tiêu hàng lâm khẳng định là sẽ không đáp ứng, nhưng để một cái nào đó người thi rớt, hắn ngược lại là do dự, dù sao tại tiền đồng tri trong miệng, người này tự hồ phẩm hạnh mười phần thấp. Cái này một do dự, liền đến thi hương ngày, một thẳng đến lúc này tiêu hàng lâm cũng có chút không quyết định chắc chắn được, một hồi cảm thấy không nên như thế, một hồi lại cảm thấy mượn việc này trả ân tình, cũng là một thân dễ dàng. Hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, ngẩng đầu liền trông thấy bên ngoài mặt trời, từ bọn họ nhìn bên này không đến trường thi tình huống, nhưng lờ mờ có thể nghe thấy một chút động tĩnh, ước chừng là các thí sinh đã vào sân chuẩn bị. Tô Phượng Chương danh tự này nghe vì sao có mấy phần quen tai. Tiêu Hàng Lâm trầm tư suy nghĩ, cũng nhớ không nổi đến cùng là nơi nào nghe qua, rất nhanh liền không còn suy nghĩ, chỉ cho là là tiền đồng tri thiếp mời bên trên nhìn qua, cho nên mới có mấy phần ấn tượng. Thôi, nếu là thật sự có tài, lần này không trúng, ba năm sau cũng là có thể trúng, người trẻ tuổi đè ép mấy năm cũng là chuyện tốt. Tiêu Hàng Lâm trong lòng như vậy an ủi mình, đem cái này nhân tình hiểu rõ cũng cũng có thể một thân dễ dàng, bằng không thì luôn ghi nhớ lấy việc này, tại tiền đồng tri trước mặt ngược lại là thấp một đầu giống như. Trong lòng đã đem tên Tô Phượng chương vạch tới, tiêu hàng lâm trong đầu nhanh chóng tính toán, trận đầu không thể động thủ chân, bởi vì lúc này hắn còn không nhận ra Tô Phượng chương chữ viết, không nhìn thấy dáng tên. Trận đầu trước phân biệt một phen, thả hắn qua, cũng làm cho trong lòng của hắn trước tiên cao hứng một chút đợi đến trận thứ hai thời điểm đem thứ tự đè xuống, cũng không sẽ có vẻ đặc biệt đột ngột, tiêu hàng lâm trong lòng như vậy một bàn tính, cảm thấy mình hai mặt chu đáo, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Hạ quyết tâm, tiêu hàng lâm ngược lại là cảm thấy dễ dàng, lần nữa ngồi xuống đến chậm rãi uống trà, chờ lấy trận đầu khảo thí hoàn tất. Tác giả có lời muốn nói. MMMM mọi người không cần lo lắng nơi này sẽ không ngược là tương đối buông lỏng chương tiết thuận tiện muốn hỏi một chút mọi người tương đối chờ mong dạng gì mới văn đang tại cấu tứ sinh ca mình khá là yêu thích tỷ tỷ và bạn trai cái này hai thiên dù sao cũng là tỷ muội thiên văn án ở đây đam mỹ xấu bụng giáo thảo yêu ánh nắng giáo thảo cố sự cường cường ngọc văn thân ái bạn trai của đại nữ cường hoàng hậu uy vũ ngôn tình tỷ đệ luyến đại tỷ tỷ cùng con chó nhỏ chó săn cố sự tỷ tỷ yêu bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 98 Trời xuôi đất khiến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 98 Trời xuôi đất khiến làm các thí sinh đi ra trường thi, có thể nghỉ ngơi tái chiến thời điểm, các giám khảo mới chính thức công việc lưu bù lên, tất cả bài thi bị dán tên phong di, đưa đến bên trong liên quan trước mặt. Tham dự hội nghị thử khác biệt, đại chu triều thi hương vẫn như cũ là khai thác ba trận phân biệt trúng tuyển chế nói cách khác trận đầu nếu như không có bên trong liền đằng sau hai trận tham gia tư cách đều không có đại chu quy cũ là bài thi trúng tuyển hay không cuối cùng quyền quyết định tại quan chủ khảo nhưng trên thực tế chấm bài thi bên trong phó bài thi đưa đến tác dụng càng lớn hơn bọn họ sẽ từ lý pháp từ khí bốn cái phương diện đến phê duyệt ngay thẳng mà nói đó chính là từ đối với nho gia kinh điển nắm giữ cùng lý giải, đối với văn bác cổ vận dụng, văn tự năng lực tổ chức cùng biểu đạt năng lực, cùng ẩn chứa tại văn chương bên trong tư tưởng tài tình, bình thường bình quyển tiêu chuẩn là trong sạch sinh ý kiến chỉ giáo, cũng chính là ngươi phải dùng ngắn gọn, trang nhã, trôi chảy đến trình bày mình trung tâm tư tưởng. Hạn định như vậy quy cũ, chủ yếu cũng là vì công bằng công chứng, nhưng quy cũ là chết, người lại là sống, mỗi cái giám khảo thẩm mỹ cũng khác nhau cuối cùng trúng tuyển người tự nhiên cũng có khác biệt. Lúc này bên trong liên quan nhóm ngồi ở chỗ ngồi của mình, dựa theo quy củ, bọn họ chỉ có thể chấm chia cho mình bài thi, không được can thiệp những người khác chấm bài thi, tương tự cũng không thể nghị luận bài thi nội dung ưu khuyết. Tiêu Hàng Lâm có mình tâm tư, chấm bài thi thời điểm khó tránh khỏi có chút phân tâm, hắn nhịn không được ngắm thêm vài lần bên người mấy vị phó giám khảo, nghĩ đến đến cùng cái nào một cái đề bài mới là tô phượng chương cũng là cái kia tiền đại nhân làm sự tình không thỏa đáng, thật sự muốn cho dưới người bán tử, vì sao không rất sớm làm ra bản thảo, như vậy hắn một chút liền có thể nhớ kỹ, nơi nào còn muốn phiền toái như vậy. Thời gian cấp bách, tiêu hàng lâm quét tới tâm tư khác, cái này xem xét ngược lại là phát hiện một phần mười phần hợp tâm ý của hắn bài thi. Chỉ thấy bài thi bên trên chữ nước chảy mây trôi, bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu mười phần động lòng người, chữ viết thật tốt, đáp án viết cũng không kém, tiêu hàng lâm nhìn một chút liền vào mê. Có thể đi vào hàng lâm viện, tiêu hàng lâm văn hóa tố dưỡng khẳng định là không có vấn đề, điều này đại biểu lấy hắn văn nhân thẩm mỹ cũng 10 phần online. Nóng lòng không đợi được, tiêu hàng lâm vất qua kia nhất bút nhất họa, một bên nhìn một bên gật đầu, nhìn không được nhìn hai lần, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã nhấc lên lam bút đang thử cuốn lên làm tiêu ký. Loại này màu lam tiêu ký đại biểu thượng đẳng bài thi, là muốn tiến cử cho lần này quan chủ khảo. Rơi xuống bút, tiêu hàng lâm lại có chút do dự, vạn nhất cái này cái đề bài chính là tô phượng chương như thế nào cho phải, chẳng phải là đánh mình mặt. Nhưng lập tức tưởng tượng, đã tiền đồng tri nói tô phượng chương phẩm hạnh thấp kém, người kiểu này làm sao có thể viết ra một tay bút pháp thần kỳ đăng thanh, loại này trùng hợp tuyệt đối là không tồn tại. Tiêu Hàng Lâm chẳng những không có xóa đi mình tiêu ký, ngược lại là lưu loát viết một thiên tiếng ngữ, viết xong sau rất có vài phần dương dương đắc ý, ám đạo mình quả nhiên là cái có mắt nhìn người bá nhạc. Nếu là biết thử, thí sinh bài thi là tất cả giám khảo đều phải nhìn một lần, mỗi người đều chấm điểm, cuối cùng dựa theo ba trận khảo thí tổng hợp điểm số cùng quan chủ khảo ý kiến đến trúng tuyển. Nhưng thi hương tương đối mà nói rộng rãi rất nhiều, bởi vì vì thời gian khẩn trương nguyên nhân, mấy cái giám khảo đều là riêng phần mình nhìn bài thi, cuối cùng sáp nhập cùng một chỗ trình cho quan chủ khảo đến đánh giá ưu khuyết. Thời gian này thậm chí còn là song hành tiến hành, vương học sĩ ngồi ở vị trí đầu, thỉnh thoảng liền đến tuần sát một lần, bảo đảm phía dưới các giám khảo nghiêm túc phê duyệt, mà bọn họ phê duyệt hoàn tất bài thi tự có người sẽ hiện lên đến trước mặt hắn. Tiêu Hàng Lâm tiến quyển cho vương học sĩ thời điểm, trong lòng còn có mấy phần thẩn trương, dù sao vị này vương học sĩ là có tiếng nghiêm ngặt, thậm chí có nghe đồn vị này đã từng ở trước mặt phê bình qua bệ hạ cùng thái tử. Đưa lên về sau, tiêu hàng lâm liền phát hiện trừ mình ra, còn lại dám khảo thế mà một người cũng không từng tiến quyển, trong lòng lập tức có chút hối hận, cảm thấy vừa mới quá quá là hấp tấp một chút. Nhưng vương học sĩ không cho hắn cơ hội hối hận, đưa tay tiếp nhận đi chỗ đó cái đề bài, còn nói ra. Một ngày cũng không thấy có tiến quyển, bản quan còn tưởng rằng Thanh Châu Phủ học sinh chỉ có hư danh. Tiêu Hàng Lâm chỉ có thể cắn răng chờ lấy, cũng không thể đem bài thi cướp về đi. Ai ngờ đến vương học sĩ cuối đầu xem xét, liền gọi một tiếng tốt. Chữ tốt. Văn chương cũng tốt, không sai không sai, lúc này mới giống như là nam phương học sinh. Hắn như thế nhất lên, Tiêu Hàng Lâm ngược lại là nhớ tới đến vương học sĩ kỳ thật cũng là người phương nam, mặc dù không phải thanh châu phủ nhân sĩ, nhưng thường ngày quen có mấy phần người phương nam tự hào tại. Vương học sĩ chẳng những khen bài thi, còn cười khen một câu tiêu hàng lâm. Tiêu đại nhân quả nhiên ánh mắt độc ác. Tiêu hàng lâm đành phải mỉm cười đối mặt, đang muốn lại đi theo khen hai câu, liền nhìn thấy vương đại nhân đang thử cuốn lên viết một cái bên trong chữ. Trời cao sợ cho tiêu hàng lâm đã kích còn chưa đủ, các loại xé mở dáng tên xem xét, kia phần hắn mười phần ca ngợi, liền vương đại nhân cũng khen không dứt miệng bài thi, cấp trên thế mà viết tô phượng chương đại danh tiêu hàn lâm sắc mặt lập tức liền thay đổi mắt thấy tay người phía dưới sao chép thứ tự ra ngoài yết bản trong lòng của hắn tư vị hàng trăm ngầm đạo làm sao có thể trùng hợp như vậy tô phượng chương không phải phẩm hạnh thấp kém tài hoa thường thường sao cái này gọi là tài hoa thường thường như hắn tài hoa thường thường kia những người khác viết chẳng phải là đều là cướp chó lúc này tiêu hàn lâm liền biết mình ước chừng là bị tiền đồng tri lừa mặc dù không biết hai người này đến cùng có mâu thuẫn gì nhưng tô phượng chương làm người tài hoa khẳng định không giống trong thư viết như vậy trong lúc nhất thời hắn đủ kiểu dãy dụa một bên cảm thấy không thể cô phụ tốt như vậy tài hoa một bên lại cảm thấy trả ân tình mới trọng yếu nhất như vậy giải dụa một mực tiếp tục đến trận thứ hai thi hương kết thúc lại là một nhóm bài thi bỏ vào trước mặt bọn hắn lần nữa nhìn thấy kia đã từng làm hắn thưởng thức chữ đẹp lúc tiêu hàng lâm ám đạo cái này hẳn là chính là trời cao cho hắn cơ hội cuối cùng tiêu hàng lâm cắn răng một cái tô phượng chương đã tài hoa tốt khi tiếp qua ba năm qua thi đồng dạng có thể trúng cử người tả hữu bất quá là lãng phí thời gian ba năm mà thôi tiền đồng tri không có khả năng mỗi lần đều cho hắn hạ ngán chân hắn lại khác lần này ân tình không trả ai biết lần tiếp theo sẽ gặp phải chuyện phiền toái gì một sự kiện lo lắng ở trong lòng đầu ăn nuốt không trôi chỉ có thể ủy khuất một chút vị này tô tú tài mang theo một viên trêu chọc tâm Tiêu Hàng Lâm cúi đầu đi xem phần này bài thi, cái này xem xét trong lòng không khỏi có chút tháng phục. Tô Phượng Chương còn chưa nhược quán, cũng không phải cái gì thư hương môn đệ sinh ra, viết ra chữ đẹp có thể nói là chăm học khổ luyện, nhưng bút bút trong lời có ý sâu xa, kiến thức không tầm thường lại là thiên phú chỗ. Một nháy mắt, Tiêu Hàng Lâm thậm chí lên mấy phần lòng yêu tài, trong lòng vạn phần trách cứ vị kia tiền đồng tri, nếu không phải hắn từ đó cản trở, hắn cần gì phải đối với như vậy nhân tài ra tay đâu. Cũng không biết là an ủi mình vẫn là tìm cho mình lấy cớ, tiêu hàng lâm một bên thoá mạ lấy tiền đồng tri, thiên về một bên là thấy vui sướng. Sau khi xem xong, hắn thật sâu thở ra một hơi, đến cùng là không nhắc lại lên lam bút đến, có chút đáng tiếc đem phần này bài thi bỏ vào bên cạnh, hiển nhiên đã xem làm ra quyết định. Cái này một chồng đặt vào đều là rơi quyển, cũng chính là hắn không vừa ý những cái kia bài thi, nhưng tô phượng chương bài thi thả ở trong đó 10 phần ủy khuất, không hợp nhau, thậm chí tiêu hàng lâm đều có chút chột dạ. Mãi cho đến tới gần lúc kết thúc, tiêu hàng lâm nghĩ nghĩ, lại đem tô phượng chương bài thi từ rơi cuốn trúng lật ra ra. Bên trên một trận tô phượng chương vẫn là đầu danh, thậm chí là hắn tiến quyển bài thi, nếu là trận này trực tiếp rơi quyển, không khỏi quá gượng ép, nhất là vương học sĩ đã từng khen qua, nếu là hỏi hắn muốn thế nào nói. Tiêu Hàng Lâm suy nghĩ một chút, lại đem bài thi đặt ở một đại chồng bài thi cuối cùng. Nhóm này cũng là trận thứ hai khảo thí gặp qua bài thi, càng là hướng xuống bài thi chất lượng vượt là bình thường. Vương học sĩ là cái bắt bẻ người, đối với kém bài thi từ trước đến nay đều là quét mắt một vòng liền đi qua, thậm chí có chút nhìn cũng không nhìn một chút, bên trên một trận hắn liền chưa từng lục soát rơi quyển. Tiêu Hàng Lâm đem tô phượng chương bài thi nhét vào cuối cùng, đặt ở vương học sĩ khả năng nhất không nhìn tới bài thi bên trong, đến lúc đó trận thứ hai thứ tự nhất định 10 phần dựa vào sau, như vậy vừa đến, trận thứ ba thi rất liền hiển đến tự nhiên mà vậy đứng lên. Một trương bàn tính đánh cho tinh tế, tiêu hàng lâm định ra rồi kế hoạch, thầm nghĩ trong lòng mình quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ một chút tay cầm cũng không lưu lại. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, vương học sĩ cũng không phải là loại kia cẩn thận quan chủ khảo, hoặc là nói hắn đối với thuộc hạ mấy cái giám khảo so sánh là tín nhiệm bình thường đều là trước xem bọn hắn đề cử bài thi sau khi xem xong xuống chút nửa soát lần này hắn ngược lại là nhớ tới đến lục soát rơi quyển kết quả vừa tìm liền lớn cao mày những cái kia bị thi rất bài thi quả nhiên đều có cắt kém chỗ có chút thật sự là để cho người ta mở mang nhiều hiểu biết mấy phần rơi quyển xem hết vương học sĩ cảm giác đến cặp mắt của mình đều muốn mù ám đạo như vậy người nếu là cũng có thể trúng cử người, đó mới là đại chu không may, nếu không phải quy củ của triều đình, hắn mới lười nhát xem ra quyển. Nhìn rơi quyển tâm tình lớn không tốt, vương học sĩ liền trực tiếp lướt qua những cái kia thứ tự dựa vào sau bài thi, tả hữu đây đều là qua trận thứ hai, thứ tự làm sao không trọng yếu, trận thứ ba kết thúc còn có thể nhìn thấy. Mắt thấy đã bắt đầu sao chép xảy ra án, tiêu hàng lâm trong lòng mừng thầm, không ngờ tới kế hoạch của mình như vậy thuận lợi. Ngược lại là sao chép xảy ra án tiểu lại trong lòng buồn bực, ám đạo cái này Tô Phượng Chương chẳng lẽ là lệch khoa, làm sao trận đầu là thứ nhất, thứ hai trận thế mà rơi đến cuối cùng, trên lệch này cũng thật là quá lớn một chút. Bất quá hắn một cái sao danh tự tiểu lại, tại mấy vị giám khảo trước mặt không có chút nào quyền lên tiếng, đối với lần này chỉ là âm thầm lẩm bẩm một phen. Trường thi bên ngoài, đông đảo tú tài cũng chờ lấy trận thứ hai danh sách ra bọn họ cũng chuẩn bị cẩn thận trận thứ ba khảo thí đứng tại tô phượng chương bên người là văn trúc hắn lúc này vô sự một thân nhẹ ngược lại là so trước đó còn muốn tinh thần một chút vừa cười vừa nói phượng chương chờ một lúc ta xông đi vào giúp ngươi nhìn cái này ta am hiểu tô phượng chương nghe bất đắc dĩ trò cười hắn lúc này ngươi ngược lại là long mã tinh thần văn trúc liền trận đầu đều không có qua bản danh sách ra ngày đó ngay tại trang trí nội thất bệnh để cầu né qua văn tiên sinh nhắc tới văn trúc cười lên ha hả nói chỉ cần cha ta bỏ qua ta ta vẫn rất tinh thần ai ra ra bên ngoài sân lập tức náo nhiệt lên nhìn thấy nhiều người văn trúc nhịn không được nhã rảnh nói muốn ta nói bản triều cái gì cũng tốt chính là thi hương cũng lần lượt xảy ra án không tốt tiền triều khi đó cùng sẽ thử một chút, đều là ba trận đã thi xong tái phát thành tích. Tô Phượng Chương so cái im lặng thủ thế, như vậy cũng không thể để người khác nghe đi. Văn Trúc mau ngậm miệng, hắn nói mình đi xem bản, nhưng trên thực tế vóc dáng thấp khí lực tiểu, hai ba lần liền bị người đẩy ra, vẫn là Tô Phượng Chương một thanh đỡ lấy hắn chen vào. Văn Trúc bị chen lớn đầu đầy mồ hôi, hô. Phượng Chương, chúng ta đều là ăn đồng dạng gạo, ngươi nhìn xem so với ta gầy đi trông thấy, khí lực làm sao lại lớn như vậy, ngươi có phải hay không là cổng ta ăn thịt? Tô Phượng Chương lười nhắc trả lời loại này nhàm chán vấn đề, ngẩng đầu đi xem bản danh sách. Cái này xem xét ngược lại là khẽ nhíu mày. Văn Trúc phản ứng so với hắn còn lớn. Cái này sao có thể, tên của ngươi lần làm sao như vậy dựa vào sao? Lời này gây nên người chung quanh chú ý, Nhất là liền danh sách này đều không có bên trên tú tài càng là ghen ghét vạn phần, tô phượng chương một thanh níu lại văn trúc đi ra ngoài, trong miệng nói ra. Có thể lên cũng không tệ rồi, đi, trở về đi, còn phải chuẩn bị xuống một trận thảo thí. Tác giả có lời muốn nói. Hôm qua có tiểu đồng bọn hỏi vì cái gì còn không có viết xong liền bắt đầu cấu tứ mới đương nhiên là bởi vì. Bản này Tùng Cảo đã viết không sai biệt lắm lặp 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 rồi rồi cho nên muốn bắt đầu cấu tứ mới các ngươi thích dạng gì? Mau nói mau nói để Sinh Ca hảo hảo khang khang hấp thu một chút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 99. Còn ghi Tạc Tâm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Chương 99. Còn ghi Tạc Tâm trận thứ ba thi hương trước khi bắt đầu. Văn Trúc rất có vài phần lo lắng, vụng trộn nói ra. Trận đầu rõ ràng là thứ nhất, làm sao đến lần thứ hai liền dán tại cái đuôi lên, khó đạo xảy ra chuyện gì. Phượng Chương, có phải hay không là ngươi đắc tội người nào? Tô Phượng Chương bất đắc dĩ, nói. Khoảng thời gian này ta một mực tại trong trường thi đầu, có thể đắc tội ai? Chẳng lẽ là tiếng trường thi trước đó đắc tội? Văn Trúc nâng cầm của mình suy luận nói bên cạnh văn tiên sinh không chịu nổi mắng hắn hồ rồi rồi cái gì trường thi trước đến tội trận đầu còn có thể là đệ nhất nói cũng đúng cái này tiến vào trường thi giám khảo cũng cùng ngồi tù không là là ngươi ngồi tù còn khó không có khả năng có người từ bên ngoài truyền lại tin tức đi vào a văn trúc mình cũng bỏ đi cái này buồn cười ý nghĩ tô phượng Trương cũng không nghĩ ra mình có thể đắc tội ai hắn tự hỏi làm người không tính chán ghét mà lại có thế ảnh hưởng khoa cử cái nào không phải cực kỳ trọng yếu đại nhân vật nơi nào sẽ cùng hắn một cái tú tài không qua được nghĩ như vậy tô phượng chương liền cười an ủi người trên có người sơn ngoại hữu sơn thi không được khá chính là tài nghệ không bằng người văn trúc mười phần bội phục hắn tâm tính này liền hắn thi trước đó cảm thấy mình tuyệt đối thi không trúng nhưng trận đầu không thể qua cũng thương tâm mấy ngày đâu tô phượng chương trận đầu thứ nhất thứ hai lần lại hạn chót cái này tâm lý trên lệch không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Ngược lại là Văn Tiên sinh cười gật đầu. Phượng Chương như vậy nghĩ là được rồi, các ngươi mới gặp mấy người, cậy tài khinh người không được, ngươi a, về sau nhiều học một ít Phượng Chương, thói hư tật xấu không ít, tốt bộ dáng một cái không học. Mắt thấy lửa này muốn đốt tới trên người mình, Văn Trúc vội vàng thè lưỡi che lấy trán của mình hô: Ai u ai u, ta không được, đau đầu sắp chết ta phải đi nằm nghỉ một lát. Tô Phượng Chương thấy dở khóc dở cười, văn tiên sinh đều không thèm để ý cái này không may con trai, quay người còn nói thêm. Phượng Chương, cái này trận thứ ba muốn toàn lực ứng phó, chỉ cần tận lực, liền xứng đáng những năm này vất vả. Người mới 19 tuổi, bao nhiêu người 19 tuổi thời điểm, liền đồng sinh cũng còn chưa thi đậu đâu. Tô Phượng Chương trong lòng biết tiên sinh là sợ mình được mất tâm quá nặng đến mức mất phân tất, lập tức nói ra tiên sinh ta tránh khỏi nếu là có thể trúng hắn cố nhiên là cao hứng nhưng không có thi bên trong tô phượng chương cũng sẽ không có nhiều ít khổ sở mặc dù hắn đặt quyết tâm đi khoa cử hoạn lộ lại cũng chưa từng cảm thấy mình là ở giữa thế giới nhân vật nam chính vung cánh tay lên một cái thiên hạ đều từ sự tình là sẽ không phát sinh ở một cái thường thường không có gì là tú tài trên thân lại một lần nữa tiến vào trường thi thời điểm không biết có phải hay không là văn trúc mang đến ảnh hưởng Tô Phượng Chương theo bản năng đi xem chung quanh giám khảo, nhưng tử tế quan sát phía dưới cũng không có phát hiện ai đối với hắn có khác bình thường. Tô Phượng Chương lắc đầu, ám đạo hắn đây là nghĩ quá nhiều, ai sẽ vì đối phó hắn, tại khoa cử loại đại sự này bên trong động tay chân. Thi Hương trận thứ ba hết thảy có năm đạo đề, đồng thời đều là thời vụ sách, cũng chính là kết hợp kinh học lý luận đối với ngay lúc đó thời sự chính vụ phát biểu nghị luận hoặc là kiến giải đây mới là khoa cử khảo thí trong trung tâm cho. Cái này một hạng thời vụ sách khác biệt dĩ vãng, là thi viện thi phủ bên trong cũng không có có đồ vật, yêu cầu cũng cực cao, rất nhiều đồng sinh thi cả một đời vẫn là tú tài, cũng là bởi vì qua không được một đạo khảm này. Tại Đại Chu, thi trúng cử nhân thì có nâng quan tư cách, cho nên từ tú tài đến cử nhân một đạo khảm này mà hết sức nghiêm khắc, yêu cầu cũng càng thiên hướng về quan viên thời vụ đừng tưởng rằng cổ đại khoa cử ngoan cố không thay đổi, thoát ly hiện thực, trên thực tế khoa cử nguyên vốn là vì tuyển chọn nhân tài mà đến, viết trừ phát triển đến sau cùng loại kia cố hóa, ngay từ đầu vẫn là rất có thời đại tươi viết tơ cùng đặc biệt nhu cầu. Tô Phượng Chương cúi đầu xem xét, cũng là thú vị, lúc trước thi phủ thời điểm, thi nội dung là lũ lục, bây giờ thi hương thế mà cũng không có cởi ra lũ lục phạm vi, hết thảy năm đạo đề. Ba đạo đều là vây quanh lũ lục bỏ ra hắn vung đi trong đầu phức tạp tâm tư, hít một hơi thật sâu bắt đầu bài thi, có thể hay không thi đậu cử nhân liền nhìn trận này. Bên kia bên trong màn bên trong, tiêu hàng lâm nội tâm cũng là lo lắng bất an, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Trận thứ hai thành tích cuộc thi vừa đi ra ngoài, tiêu hàng lâm kỳ thật liền hối hận rồi. Ai biết cái này trận thứ ba bài thi phân phối thời điểm, Tô Phượng chương bài thi có thể hay không rơi xuống hắn chỗ này. Nếu không có phân đến hắn chỗ này, hắn muốn động thủ chân cũng khó, trước đó hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, cơ hội tốt như vậy không động thủ cướp, hiện tại ngược lại là rơi xuống tiếng thối lưỡng nan tình trạng. Chờ một lúc thi quyển lúc tiến vào, nếu là thật sự không cho hắn, chẳng lẽ hắn muốn đứng dậy đi cái khác giám khảo bên kia nhìn. Tiêu hàng lâm thầm nghĩ hơn 10.000 ngàn loại khả năng, đối với tiền đồng tri liền càng thêm oán trách, người nói một mình ngươi đồng tri, nghĩ muốn thu thập một cái tú tài đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay làm gì để hắn tại khoa cử bên trong động tay chân đâu muốn động thủ chân cũng đơn giản vì cái gì còn không đem bản thảo của hắn kiểu chữ trước đưa qua bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện trận đầu loại kia ô long sự tình huyên náo hắn trận thứ hai cũng phải cân nhắc tiêu hàn lâm nguyên bản là ca không quả quyết tính cách lúc này loại tính cách này càng là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế ngồi ngồi hắn lại bắt đầu an ủi mình, trận đầu trận thứ hai đều qua, trước hết để cho cái kia tô phượng chương cao hứng một chút, đợi đến trận thứ ba lại thi rớt, mình cũng coi như xứng đáng hắn. Cũng không biết trời cao có phải là cùng tô phượng chương không qua được, trận thứ ba bài thi đưa lúc tiến vào, bài thi của hắn thật vừa đúng lúc lại phân phối cấp tiêu hàng lâm. Tại nhìn thấy kia tuấn tú kiểu chữ lúc, tiêu hàng lâm chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, thầm nghĩ trong lòng. Tô Phượng Chương A Tô Phượng Chương, Ba trận khảo thí, ngươi bài thi mỗi lần đều phân đến trong tay của ta, có thể thấy được ngay cả trời cao đều không thể gặp ngươi trúng cử. Lần này nhưng không trách được ta, muốn trách thì trách chính ngươi đắc tội tiền đồng tri, hết lần này tới lần khác vận khí còn như thế kém đi. Trong đầu nghĩ như vậy, Tiêu Hàng Lâm kỳ thật hẳn là trực tiếp đem phần này bài thi ném tới rơi quyển bên trong, nhưng chẳng biết tại sao nhìn xem cao ngất kia văn tự, hắn lại cúi đầu nhìn. Cái này xem xét, trong lòng của hắn đáng tiếc làm sao đều giấu không được, Tô Phượng Chương đúng là có mấy phần tài năng. Dù cho có vào trước là chủ danh tiếng xấu tại, Tiêu Hàng Lâm vẫn là không nhịn được nghĩ như vậy, nếu là ba năm về sau hắn lại đến thi, nhất định có thể cao trúng cử nhân. Đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng cũng không có mình trả nhân tình trọng yếu, vừa nghĩ tới không có ai tình một thân dễ dàng tương lai, Tiêu Hàng Lâm lập tức nhắm mắt lại, che giấu lương tâm đem phần này bài thi bỏ vào rơi quyển dưới đáy cắt cao ngăn chặn. Ước chừng là trước một trận rơi quyển chất lượng tổn thương thấu vương học sĩ tâm, lần này hắn cũng không sách xem ra quyển ý tứ, ngược lại là để bọn hắn đem trúng tuyển bài thi tranh thủ thời gian trình đi lên. Mấy cái giám khảo tại hắn thúc giục phía dưới, từng cái đem phê duyệt hoàn tất bài thi bỏ vào trên bàn hắn. Vương học sĩ cũng là dây người, một bên nhìn một bên lắc đầu, lời bình nói. Cái này bất quá là thường thường, miễn cưỡng có thể trúng không có chút nào ý mới, lời nhàm tai, cái này đoán chừng lớn tuổi, trúng cử cũng không quá mức tác dụng. Cái này ngược lại là còn có thể, chỉ là chiêu này chữ làm sao cùng chó bò, có chướng ngại thưởng thức, thôi, tha cho hắn một lần. Nhìn tới nhìn lui, vương học sĩ phần này cũng không hài lòng, kia phần cũng không đồng ý, nguyên bản trình lên bài thi vượt qua trúng tuyển nhân số, bị hắn ngần ấy bình ngược lại là đi rất nhiều. Tiêu hàng lâm thấy thế không đúng, vội vàng nhắc nhở vương đại nhân thanh châu phủ mặc dù là văn phong cường thịnh địa phương nhưng cái này dù sao cũng là thi hương luận tài hoa kiến giải những này tú tài tự nhiên là không sánh bằng trong triều chư vị đại nhân vương học sĩ nhìn hắn một cái từ tốn nói bản quan cũng không đem bọn hắn cùng trong triều các đại nhân đánh đồng chỉ là nghe nói sang năm thi hội thánh thượng cố ý nam bắt hợp bản nhớ năm đó Vương học sĩ kém chút nói sai nói ra năm đó Nam Bắc bản danh sách bi kịch đến, may mắn kịp thời đổi giọng. Ta là sợ bọn này Nam Phương thập tự nhiều năm trước tới nay đều tự đắc tự mãn, bây giờ ngược lại là tài nghệ không bằng người. Tiêu Hàng Lâm chỉ coi là không nghe thấy câu kia nói sai, chỉ là hỏi. Vương Đại Nhân, Nam Bắc hợp bản sự tình hẳn là đã định. Dù trước khi nói trong kinh một mực có nghe đồn, nhưng dù sao cũng là thời kỳ định chuyện kế tiếp, bây giờ chẳng lẽ muốn đổi sao?" Vương học sĩ nhẹ gật đầu, nói một câu. Những năm gần đây trong triều Nam Bắc văn nhân rất có vài phần thủy hỏa bất dung, chắc hẳn Thánh thượng cũng muốn mượn cơ hội này đến hòa hoãn quan hệ của song phương. Nói xong lời này, hai người liếc nhau đều là bất đắc dĩ, ám đạo vị này Thánh thượng thật là sẽ thiên mã hành không, như vậy chủ ý ngu ngốc cũng không biết đến cùng là cái nào hiến cho vị này, thật là một cái dám nhắc tới, một cái dám làm bất đắc dĩ quy vô nại, tiêu hàng lâm ngược lại là rõ ràng vương học sĩ tâm tư, mặc kệ chuyện này có phải thật vậy hay không, vương học sĩ làm người phương Nam, khẳng định muốn thông qua lần này thi hương tuyển chọn ra chân tài thực học sĩ tử tới. Như thế quấy rầy một cái, vương học sĩ không thể không nhìn thẳng vào lần này tú mới có thể không tới hắn chờ mong giá trị sự thật này. Về sau hắn liền hạ thấp yêu cầu, tựa như tiêu hàng lâm nói, hắn không thể lấy trong triều những người kia trình độ tới yêu cầu những này tú tài. Bắt bẻ về bắt bẻ, cử nhân danh ngạch vẫn phải là góp đầy. Thôi, bản này vẫn được, chí ít thông thiên thông thuận, tuy nói thiếu chút gì, cũng là miễn cưỡng có thể đập vào mắt. Người này chữ cũng không tệ lắm, nhìn ra được là xuống công phu. Bản này có chút củ thành, nhưng thắng tại một người trầm ổn, thôi, để hắn qua đi. Tiêu hàng lâm trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, ám đạo hết thảy thuận lợi là tốt rồi. Ai biết chính là lúc này, vương học sĩ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói. Đây là cái gì rắm chó không kêu bài thi, thế mà cũng hiện lên đến tới trước mặt, quả thực là dơ bẩn con mắt của ta. Tiêu hàng lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, luôn cảm thấy sự tình không lớn dịu, tiếp nhận kia bài thi nhìn thoáng qua cũng là đau đầu. Kỳ thật cái này bài thi nội dung ngược lại là cũng chưa chắc không thể, nhưng chẳng biết tại sao cấp trên chữ có chút hỗn loạn, kỳ quái nhất chính là phía trên luôn luôn tràn ngập một cổ mùi thối, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vương học sĩ lại thà chết không chịu lại đi nhìn kia cái đề bài, hắn ngày bình thường cứu giác liền đặc biệt linh mẫn, thật sự là chịu không được mùi vị đó, vừa mới đưa lên bài thi giám khảo đi tới nhìn một chút, đành phải cúi đầu nói nói. Là hạ quan sai lầm. Vương học sĩ chán ghét phất phất tay, hô. Lấy đi lấy đi, đừng dơ bẩn cái khác bài thi. Thế nhưng là các loại cuối cùng khẽ đếm bài thi, trúng tuyển nhân số sau mong muốn thiếu mất một người, tiêu hàng lâm vội vàng nói. Không bằng liền trúng tuyển những người này, thiếu một cái ngược lại là không sao. Vương học sĩ lại nói. Cái này cũng không thành, nói mấy cái chính là mấy cái, một cái cũng không thể nhiều, một cái cũng không có thể thiếu, thiếu đi đến lúc đó phương đại nhân bên kia khẳng định không cao hứng. Như vậy đi, các ngươi nhìn nhìn lại rơi quyển, có không có có thể đưa tới. Hết lần này tới lần khác mấy người khác đều nói không có, vương học sĩ nhíu mày, nhìn về phía tiêu hàng lâm. Tiêu đại nhân, ngươi bên này có sao? Không đợi tiêu hàng lâm nói chuyện, hắn còn nói thêm. Thôi, ngươi đi lấy một phần tới, liền lấy ngươi nhớ kỹ rõ ràng nhất kia phần bài thi. Gặp tiêu hàng lâm một mặt khó xử, vương học sĩ không vui hỏi. Làm sao vậy, có khó khăn gì địa phương. Tiêu hàng lâm chết lặng lắc đầu, hướng phía bàn của mình đi đến, muốn từ đống kia bài thi tùy tiện rút ra một phần lại lại không dám tùy ý lừa gạt vương đại nhân, hết lần này tới lần khác vương đại nhân còn tốt thúc giục nói. Tranh thủ thời gian, đừng chậm trễ thời gian. Tiêu hàng lâm chỉ cảm thấy trong đầu không còn, lúc này trong đầu của hắn trừ tô phượng chương, chính là tô phượng chương, đúng là không thể nhớ tới những người khác mảy may, duy nhất còn lại chỉ có hắn hành văn đi chữ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 100 Gọi tốt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 100 Gọi tốt rút ra kia phần ký ức vẫn còn mới mẻ bài thi lúc, tiêu hàng lâm nội tâm là sụp đổ, ai bảo hắn lúc này trừ tô phượng chương bên ngoài, đúng là một người cũng không nhớ rõ, vô duyên vô cớ cho mình đào hầm, vương học sĩ gặp hắn lề mà lề mề liền không kiên nhẫn đưa tay đánh qua kia phần bài thi cái này xem xét ngược lại là cười nhìn vương học sĩ một phái tác phong liền không khó suy đoán hắn là cái tính cách gì người lúc này hắn càng xem càng là hài lòng liên tiếp gật đầu khen phần này bài thi không sai rất có vài phần kiến giải có người tuổi trẻ bốc đồng nhưng lại có trầm ổn mười phần khó được a à, bên này bút ký cũng có chút quen mắt Vương học sĩ một suy nghĩ liền nhớ lại, đây không phải trận đầu đầu danh sao, ta nhớ được chữ của hắn, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Khen xong chữ này, vương học sĩ nhìn về phía tiêu hàng lâm ánh mắt lại mang tới mấy phần do dự. Như vậy tốt bài thi, tiêu đại nhân làm sao lại phóng tới rơi quyển bên trong, yêu cầu này không khỏi cũng quá cao đi. Giờ khắc này tiêu hàng lâm chỉ cảm thấy mình tê cả da đầu, vội vàng giải thích nói. Khởi bẩm đại nhân, Vừa mới nhìn phần này bài thi thời điểm, hạ quang vừa vặn cũng nghe được một cổ hôi thối, mơ hồ liền cho rơi cuốn. Vương học sĩ không biết tin tưởng lời này không có, hắn chỉ là nhìn thật sâu một chút Tiêu Hàn Lâm, thản nhiên nói nói. Là sao, vừa mới liền nói loại kia thối quyển liền nên sớm quét ra đi, miễn cho ảnh hưởng tới người bên ngoài. Về phần một cái đề bài hương vị có thể hay không tràn ngập toàn bộ phòng, thậm chí nhiễm bài thi của hắn, lời này nhưng không có người truy đến cùng. Các ngươi cũng đến xem cái này bài thi, bình luận một chút. Vương học sĩ vừa cười vừa nói. Mấy vị giám khảo dồn dập tiếng lên, tiêu hàng lâm chỉ cảm giác đến phía sau lưng của mình tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ám đạo vương học sĩ lời này là không phải nhắm vào mình, hắn chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẽ. Các giám khảo xem xét, dồn dập gật đầu tán thưởng, nói. Đúng là một thiên giỏi văn. Vương học sĩ cười một tiếng, lại nói mấy ngày nay chư vị ngày ngày nhìn quyển, khó tránh khỏi có choáng đầu hoa mắt thời điểm, bây giờ đã là trận thứ ba, nếu là rơi xuống tốt bài thi ngược lại là đáng tiếc. Như vậy đi, đều đem rơi quyển lật ra đến, mỗi người thay phiên nhìn một lần, bản quan cũng tự mình xem qua, tuyệt không thể mất đi lương tài. Vương học sĩ đều nói như vậy, dù cho thời gian đã không sai biệt lắm, nhưng không có một cái dám khảo dám phản bác. Tiêu hàng lâm càng là một câu lời cũng không dám nhiều lời, chỉ vì hắn biết việc này tuyệt đối là bởi vì chính mình mà lên, vương học sĩ trong lòng nhất định lên lòng nghi ngờ, bằng không mà nói sẽ không như vậy yêu cầu. Vì trả ân tình quét xuống một cái tú tài, tiêu hàng lâm cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhiều lắm là chỉ là ở trong lòng đầu đáng tiếc một phen. Nhưng bây giờ bởi vì chuyện này, để trong triều rất có vài phần thanh danh vương học sĩ đối với hắn có khúc mắt, vị này vương học sĩ thế nhưng là trong triều thanh quý, rất có vài phần phân lượng, lúc này tiêu hàng lâm mới chính thức hối hận. Nhưng hối hận cũng đã chậm, hắn luôn không khả năng đối với vương học sĩ khay mà ra, kia mới là thật muốn chết. Chân không chạm đất đem rơi quyển toàn bộ quét một lần, bất quá lần này ngược lại là cũng chưa phát hiện bị giết lầm, mấy vị giám khảo nước bình đặt ở chỗ đó, bình điểm thi hương vậy là đủ rồi. Vương học sĩ sắc mặt bất động, gật đầu nói. Như thế thuận tiện, chư vị cực khổ rồi, các loại thi hương kết thúc, bản quan còn phải khao mới tính không cô phụ chư vị đại nhân dụng tâm như vậy còn lại mấy cái giám khảo theo bản năng liếc mắt nhìn tiêu hàng lâm gặp hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng trong đầu đít nói thầm trong miệng lại dồn dập cảm tạ đứng lên vương học sĩ lại đem trúng tuyển bài thi thẩm duyệt một lần rồi mới lên tiếng bản quan coi là người này trong lời có ý sâu xa văn tự không tầm thường kham vi thi hương giải nguyên chư vị đại nhân ý như thế nào Quan chủ khảo đều nói như vậy, cái khác giám khảo nơi nào sẽ phản đối, luôn miệng nói. Vương đại nhân nói rất có đạo lý, bản quan cũng xem trọng người này, không nói những cái khác, cái này chữ đẹp đã khó được. Văn chương cũng viết tốt, dù không phải tẩm tú sinh huy, nhưng có thể trích dẫn kinh điển, nói có lý, nói có sách, mắt có chứng, lời ít mà ý nhiều. Vương đại nhân hài lòng nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Tiêu Hàng Lâm tiêu đại nhân có gì dị nghị không? Tiêu hàng lâm lúc này nụ cười đều cứng ngắc, vội vàng nói. Hạ quan cũng cảm thấy cuốn này rất tốt, năm nay không người ra hai bên. Vương học sĩ cười ha ha một tiếng, nói. Tiêu đại nhân cũng nói như vậy bản quan an tâm, bản quan tuy là quan chủ khảo, nhưng cũng không thể ủng cố chư vị ý kiến không phải, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cái này giải nguyên mới là thực chí danh quy. Vương học sĩ giải quyết dứt khoát, các loại rốt cục có thế từ giữa màn lúc đi ra, tiêu hàng lâm chỉ cảm thấy mình hai chân như nhũng ra, hận không thể chưa hề nhận qua tiền đồng tri cái kia trương danh thiếp. Tiêu hàng lâm sắc mặt tái nhợt, nhìn xem so thi xong thi hương những cái kia tú tài còn thê thảm hơn, nhà hắn tùy tùng vội vàng tới nâng. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Muốn hay không mời đại phu? Tiêu hàng lâm phất phất tay, mãi cho đến về đến trong nhà, hắn mới một phát bắt được tùy tùng hỏi tiếng cống viện trước đó, ta cho ngươi đi ra một người, bây giờ nhưng có tin tức xác thật rồi. Tùy Tùng vội vàng nói. Đại nhân, tiểu nhân đã tra được. Cái này Tô Phượng Chương là Thanh Châu Phủ danh nhân, tiểu nhân đi ra ngoài hỏi một chút liền tìm được người rồi. Đại nhân có thế nhớ kỹ năm trước hồng biến kinh thành, tuế hoa ngâm, đều nói cái này, tuế hoa ngâm, chính là Tô Phượng Chương viết, là tại Hồ Sơn huyện phát sinh qua chân nhân chuyện thật, lúc trước bệ hạ còn chuyên phái người tới, thay vị kia chết thảm tú tài tu sửa phần mộ. Nghe đến đó, Tiêu Hàn Lâm rốt cuộc biết vì cái gì cảm thấy quen tai, cái này, Tuế Hoa Ngâm, thế nhưng là hoàng đế bệ hạ tán thưởng qua khúc mục, hắn đã từng nghe qua, bất quá khi đó ngược lại là cũng không chú ý cái này thủ khúc mục phía sau cố sự. Bất quá Tô Phượng Chương bản nhân có chút thu liễm, tại Thanh Châu phủ thời gian không dài, cũng không có hảo hữu chí giao tiểu nhân móc lấy chỗ công mới tìm được một cái tú tài gọi Lưu minh xuyên nói năm trước đã từng cùng tô phượng chương cùng một chỗ tham dự thanh châu đường sông quản lý chỉ là hắn là cái tú tài lần này cũng tham gia thi hương cũng không nguyện ý phản ứng tiểu nhân cuối cùng tiểu nhân không thể không suy nghĩ cái biện pháp tiêu Hàng lâm biến sắc hỏi ngươi có từng tiết lộ bản quan tên họ tùy tùng liền vội vàng lắc đầu cũng không tiểu nhân như thế nào dám làm như thế chỉ là tiết lộ mấy phần phương đại nhân ý tứ, kia tú tài liền biết gì nói nấy. Tiêu hàng lâm thiếu không kiên nhẫn hắn như vậy dành công, quát. Mau nói, đừng vòng quanh. Tùy tùng sờ lên cái mũi, nói tiếp. Tô Phượng chương danh tiếng cũng không tệ, đều nói hắn cách đối nhân xử thế rất có vài phần quân tử phong thái, ngày bình thường làm người ôn hòa, bình thường không cùng người lên xung đột. Bình thường không dậy nổi xung đột, vậy lúc nào thì sẽ lên xung đột. Tiêu Hàng Lâm bắt lấy trọng điểm. Tùy Tùng tiến tới nói ra. Lưu Minh Xuyên từng nói qua, nếu là có người gặp Tô Phượng chương tính tính tốt, phạm đến trên đầu của hắn đi, liền phải làm tốt bị mắng cẩu huyết lâm đầu chuẩn bị. Lúc trước thi viện kết thúc về sau, tại phương đại nhân bữa tiệc, từng có người khiêu khích Tô Phượng chương, nguyên lai tưởng rằng vị này Tô Tú Tài sẽ nuốt giận vào bụng, ai biết. Tiêu Hàng Lâm xem như nghe rõ, lời này có ý tứ là, Tô Phượng chưa ngày bình thường nhìn xem là cái tính tình ôn hòa, đối xử mọi người xử sự mười phần ôn nhuận người, nhưng nếu ai đạp ở trên mặt hắn, hắn nhưng cũng không phải loại kia không có chút nào tính tình người. Càng là như thế, Tiêu Hàng Lâm càng là lo nghĩ, hết lần này tới lần khác tùy tùng cuối cùng bổ sung một câu. Trước hai trận khảo thí lúc kết thúc, tiểu nhân rất xa liếc mắt nhìn, vị này tô tú tài tướng mạo xuất sắc, ngọc thụ lâm phong, chính là bệ hạ thích văn nhân bộ dáng. Tiêu Hàng Lâm chỉ cảm thấy đầu thấy đau, hắn nhéo nhéo mi tâm vị trí, lại hỏi một câu. Bệ hạ thích bộ dáng A. Đương kim bệ hạ thích gì dạng văn nhân, tất cả mọi người rõ như ban ngày, nhất tươi sáng một sự kiện chính là, bây giờ trên triều đình nhưng phàm là có thế chen mồm vào được người, đều lớn lên rất tốt. Cũng bởi vì bệ hạ cái này yêu thích, hậu cung mỹ nhân không nói, bên trong văn nhân nam tử thoa phấn cũng không phải là hiếm thấy sự tình. Vừa nghĩ tới việc này, tiêu hàng lâm trong lòng chính là khắc chế không được ghen ghét, năm đó khoa khảo thời điểm tên của hắn lần dựa vào sau, có thế không cũng là bởi vì dáng dấp không tốt sao. Những năm này hắn tự hỏi tại hàng lâm viện cũng là cẩn trọng, nhưng lại chỉ có thể mắt thấy nhìn từng cái công tử bột trèo lên trên, hắn lại nhiều năm dậm chân tại chỗ, sự tình tốt không có phần của hắn, chuyện xấu mà ngược lại là một đống lớn. Nghĩ như vậy, Tiêu Hàng Lâm đối với còn chưa từng gặp mặt Tô Phượng Trương Tăng thêm mấy phần địch ý, nhưng là rất nhanh hắn hít một hơi thật sâu, hắn một cái Hàng Lâm, không tất yếu tự cam thấp hèn cùng một cái tú tài sánh vai thấp. Dù cho như thế an ủi mình, Tiêu Hàng Lâm trong lòng vẫn là không nhịn được dâng lên một loại, nếu là trận đầu bắt đầu liền đem Tô Phượng Trương soát đi xuống liền quá tốt rồi ý nghĩ. Thôi. Tiêu Hàng Lâm nói như vậy, tìm đến giấy bút cấp tốt viết xuống một phong thư, lại sai phái tùy tùng ra cửa. Khi tùy tùng nhanh chóng đi ra cửa, cấp tốc tìm được tiền đồng tri nhà, đem lá thư này đưa cho người gác cổng liền trở về. Hắn không biết là, phong thư này mới vừa vào cửa bị người cướp đi, căn bản không xuống đến tiền đồng tri trong tay. Lại nói tiền gia nội trạch hỗn loạn, tiền phu nhân cũng không thể đem một tổ tử yêu tinh áp đảo, cũng cho Trần Vinh Đình cơ hội động thủ. Vừa đưa ra danh thiếp thời điểm, Trần Phinh Đình trong lòng còn có chút lo lắng, lần này thi hương giám khảo một trong là tiêu hàng lâm, mà tiêu hàng lâm cùng tiền đồng tri năm đó rất có vài phần nguồn gốc, việc này nàng là ở giường chỉ ở giữa nghe được, khi đó tiền đồng tri rất có vài phần tự đắc. Trần Phinh Đình cũng là lớn mật, biết rõ tiền đồng tri nhất định không nguyện ý hao phí phần này nhân mạch, lại vụng trộn làm xuống việc này. Tại đưa ra danh thiếp về sau, Trần Phinh Đình càng là một mực phái người thủ tại cửa ra vào, sợ kia tiêu hàng lâm đưa tin tới, đến lúc đó tại tiền đồng tri trước mặt làm lộ. Nàng lần này an bài quả nhiên hữu dụng, tiêu hàng lâm tin mới vừa vào cửa, liền rơi xuống trong tay nàng. Đuổi đi hạ nhân, Trần Phinh Đình mình mở ra tin nhìn, cái này cỡ nào cảm ơn Trần Lão Gia có dự kiến trước, nhường cho con nữ đều học chữ, Trần Phinh Đình mặc dù không phải tài nữ, đọc thư cũng không cần mượn tay người khác. Một phong thư còn chưa xem hết, Trần Phinh Đình sắc mặt liền âm trầm xuống, Cắt gao nắm trong tay giấy viết thư. Thật là vô dụng, một cái hàng lâm thế mà không đối phó được một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài. Trần Vinh Đình mắng một câu, trong lòng ấm ức vô cùng, nàng bốc lên nguy hiểm lấy trộm danh thiếp, lại không ngờ tới tiêu hàng lâm như vậy vô năng, ngược lại là lãng phí nàng một phen thành tựu. Thận trọng đem phong thư này hủy thi diệt tích, ánh lửa làm nổi bật Trần Vinh Đình sắc mặt âm dương không chừng. Đến mặt khác lại nghĩ cách, nương nói đúng, không thể để cho hắn tiếp tục đi lên bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video